Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 25. Mình sẽ bị thương. Hơn nữa nhìn dáng dấp, mình tựa như lâm vào khốn cảnh. Nhưng là mình nụ cười lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần so người bất kỳ cũng rõ ràng mình, cái nụ cười này, chính là hắn là máu và nắm trong tay hết thảy nụ cười. Diệp tiên sinh, đây cũng là ngươi ngày mai bước lên núi Giang Đạo lý do. Ta nghiên cứu cái này bích họa rất lâu, mới đầu ta cho rằng ngươi là bại cục, cũng hoặc là cục hẳn phải chết, nhưng là nếu như cẩn thận xem, tất nhiên sẽ phát hiện một ít thứ, tới, Diệp tiên sinh, xem cái này bức bích họa. Lý Gia Thành lại hướng một bên rời mấy bước. Diệp Thần tầm mắt cũng là bắn về phía một hướng khác. Lần này, Diệp Thần trước mặt nhưng là đứng thẳng một thanh kiếm. Diệp tiên sinh, kiếm này chính là núi Giang Đạo trong song kiếm một trong, Trấn Hồn kiếm. Nếu như Diệp tiên sinh xảy ra chuyện, làm sao sẽ có được thanh kiếm này? Cho nên ngày mai núi Giang Đạo, Diệp tiên sinh không chỉ sẽ không chết, còn biết lấy được thiên đại cơ duyên. Diệp Thần tầm mắt lại quét còn dư lại mấy chỗ hình ảnh. Đáng tiếc, còn dư lại hình ảnh, hắn căn bản xem không hiểu, thậm chí liền mình bóng người cũng không có. Toàn bộ cự phúc bích họa bên kia lại là trống rỗng, giống như có người cố ý ngăn trở nội dung phía sau. Diệp Thần thu hồi ánh mắt quang, nghĩ tới điều gì, liền nói, hôm nay ta đi qua núi Giang Đạo, nơi đó có một đạo thượng cổ trận pháp, lấy ta bây giờ thực lực, căn bản không phá được. Ta không cách nào bước vào, làm sao từng xuất hiện bích họa chung phong cảnh. Đây là Diệp Thần dưới mắt lớn nhất nghi hoặc. Lý Gia Thành cười một tiếng, từ trong túi móc ra một khối ngọc bài, Diệp tiên sinh, cái này tiến vào núi Giang Đạo chìa khóa, vừa vặn ta Lý Gia cũng có một quả. Chìa khóa này truyền thừa ngàn năm, đối với ta Lý Gia mà nói cực kỳ quý giá. Ta nguyện ý đem chìa khóa này đưa cho Diệp tiên sinh, nhưng là... Diệp Thần biết tiếp theo lời nói chính là Lý Gia đến gần mình mục đích. Từ Lý Gia phái người đối với Hồng Công ám điện nghe lén nói chuyện người động thủ bắt đầu, rồi đến Lý Nguyên thừa tiếp xúc mình, rồi đến đất này để cổ thành, Lý Gia thành tựu Hồng Công đệ nhất gia tộc, tự nhiên lấy lợi ích cầm đầu. Nói đi, nếu như quá đáng. Cái này tiến vào núi Giang Đạo chìa khóa không muốn cũng được. Diệp Thần nhàn nhạt nói, giọng mang một tia lãnh ý. Lý Gia Thành đem ngọc bài đặt ở Diệp Thần trên tay, trầm tư mấy giây, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, thay ta chém chết một vị tên là Viên Tất Nhiên Hoa Hạ người bảo vệ. Ta dùng ta Lý Gia bí mật cùng với cái này cái chìa khóa, chính là muốn đổi một người chết. Diệp Thần con ngươi híp lại, căn bản không nghĩ tới Lý Gia Thành như vậy hưng sư động chúng. Lại là để cho hắn giết một vị Hoa Hạ người bảo vệ. Đây đối với Hoa Hạ, thậm chí còn đối với võ đạo giới mà nói, đều là chuyện lớn bằng trời à. Ngươi tại sao phải giết người này? Cho ta một cái lý do. Diệp Thần hỏi. Lý Gia Thành quả đấm nắm chặt, ý định giết người bùng nổ. Trong mắt tràn đầy tia máu. Hiển nhiên tức giận đến trình độ cao nhất. Diệp tiên sinh có chỗ không biết, Viên Tất Nhiên võ đạo thực lực thông trời. Ở hắn thành là Hoa Hạ người bảo vệ trước, làm không biết nhiều ít ngày oán chuyện. Gia phụ ở nhiều năm trước, chính là bị Viên Tất Nhiên giết chết. Ước chừng cận vì một món bảo vật mà thôi. Người này lại là ngay trước mặt của ta sống đem phụ thân hành hạ chết. Cho tới nay, đây cũng là ta ác mộng, đây cũng là ta trong lòng oán niệm, thù giết cha, không đội trời chung. Ta ẩn nhẫn nhiều năm, lại là không tiếc bất cứ giá nào đem ta con trai trưởng đưa vào Côn Lôn hư. Chính là vì báo thù này. Ta con trai trưởng tiến vào Côn Lôn hư sau đó, liền mất đi tin tức. Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Ta thậm chí liền hắn sống chết cũng không biết. Ta không thể đem hết thảy hy vọng đè ở hắn trên mình. Ta đã tuổi xế chiều chi năm, như không thấy được người này chết, ta cho dù chết cũng không cách nào nhắm mắt. Một giây kế tiếp, bất đồng Diệp Thần phản ứng, cái này quyền thế ngập trời cụ già trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Xin Diệp tiên sinh tác thành. Điều bí mật này, ta Lý Gia tất cả mọi người đều không biết. Tất cả mọi người đều ý ta đối với núi Giang Đạo cảm thấy hứng thú chẳng qua là vì bảo vật mà thôi, nhưng là chỉ có mình ta rõ ràng, vậy hết thảy đều là sương mù dày đặc, chân chính che giấu ở chỗ sâu chính là chôn ở ta con tim ý định giết người. Diệp Thần rơi vào trầm tư, hắn vốn muốn cự tuyệt. Nhưng từ trên người đối phương thấy được mình bóng dáng.
Mình phụ thân hồi nào không phải là bị Phương Trấn nghiệp khó khăn. Thậm chí sống chết không biết trước. Có chút hoa hạ người bảo vệ khoác hoa lệ áo khoác, nhưng là bối bên trong nhưng là không biết có làm sao bẩn thỉu lòng. Vô luận như thế nào, núi Giang đạo hắn phải đi. Không chỉ vì thân thế và luân hồi mộ địa, càng vì phụ thân. Phương Trấn nghiệp hẳn phải chết, những cái kia hoa hạ người bảo vệ cuối cùng vẫn là phải giết. Không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Thần cũng biết, Viên Tất Nhiên tự nhiên và Phương Trấn nghiệp thuộc về cùng trận doanh. Được, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần không chút do dự nói. Lý Gia Thành trong mắt tràn đầy mừng như điên, sau đó đứng lên, nghiêm túc nói, Diệp Thiên Sinh, bỏ mặc kết quả như thế nào, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Lý Gia nhất trọng yếu ân nhân. Cùng lúc đó, núi Giang Đạo, một nơi khí thế khoáng đạt đền, đền chỗ sâu có một nơi u tĩnh bịt kín thạch thất. Trong thạch thất có 9 vị ông già. Cái này 9 người mặc dù che đậy hơi thở, nhưng là giơ tay nhấc chân bây giờ liền để cho người cảm thấy một tia sâu đậm sợ hãi. Ở giữa nhất một vị ông già, chính là Phương Trấn Nghiệp. Mà giờ khắc này, Phương Trấn Nghiệp trong tay nắm một chuôi linh khí cuồng bạo trường kiếm. Trường kiếm một mặt, có khắc chữ viết cổ xưa. Chính là Trấn Hồn Kiếm. Nhất phía bên phải một vị ông cụ áo bào tím, nhíu mày một cái, mở miệng nói, Lão Phương, ngày mai thằng nhóc kia thật sẽ đến núi Giang Đạo. Phương Trấn Nghiệp gật đầu một cái, hắn nhất định sẽ tới, người này phụ thân ở ta trên tay, tốt như vậy cơ hội, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Huống chi, người này mới vừa liền xuất hiện ở núi Giang Đạo dưới. Cách đó không xa Viên Tất Nhiên nhìn một cái Phương Trấn Nghiệp kiếm trong tay, hiếu kỳ nói, Lão Phương, cái này Trấn Hồn Kiếm nhưng mà chúng ta bảo bối, người hôm nay đem lấy ra lau chùi, chẳng lẽ là phải đối phó vậy Diệp Thần? Đây cũng quá dùng không đúng chỗ đi. Đúng vậy, thằng nhóc kia chỉ bất quá ly hợp cảnh, chúng ta trong đó bất kỳ một người cũng có thể đem chém chết, có cái gì tốt sợ hãi. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết, Trấn Hồn Kiếm mạnh mẽ, xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chỉ một quơ múa một kiếm, liền có thể vượt biên giới chém chết cường giả. Lại là khí động sơn hà. Phương Trấn Nghiệp nhìn kiếm trong tay, cười lạnh một tiếng, thằng nhóc kia không đơn giản như vậy, chỉ cần ngày mai xuất hiện bất kỳ tình huống gì, ta liền vận dụng kiếm này chu diệt. Vô luận như thế nào, người này tuyệt đối không thể lưu. Dù là hắn đứng sau lưng thông thiên người cũng giống như vậy. Đối với Phương Trấn Nghiệp mà nói, Diệp Thần tồn tại chính là một viên lựu đạn định giờ. Viên này lựu đạn định giờ đủ để uy hiếp hắn sống chết. Hắn vốn đang kiêng kỵ Diệp Thần sau lưng cường giả cũng hoặc là tông môn, nhưng là ở rõ ràng Diệp Thần ở Hồng Kông làm một ít chuyện tình, hắn không thể không cân nhắc động tử thủ. Hắn thậm chí tự mình an ủi, từ Diệp Thần xuất hiện quỹ tích tới xem, vẫn luôn là một người, chưa bao giờ phát hiện người này vận dụng người khác lực lượng, cũng hoặc là sau lưng có đại năng ra tay. Coi như người này đến từ Côn Lôn Hư, cùng người sau lưng phát hiện, đã quá muộn. Hoa hạ người bảo vệ hội nghị bàn tròn thẩm phán, lại là tề cùng ra tay, Diệp Thần chọc nhiều người giận, coi như đó là Diệp Thần người sau lưng muốn thu sau tính sổ, cũng không có tư cách. Trong tay hắn Trấn Hồn Kiếm hơi lay động, lóe lên tia sáng chói mắt, tựa hồ tùy thời liền muốn tránh thoát. Phương Trấn Nghiệp nắm chặt trường kiếm, miễn cưỡng đem khống chế ở. Cái này Trấn Hồn Kiếm mặc dù mạnh mẽ, nhưng là lớn nhất vấn đề liền là không cách nào khống chế. Dù là hắn thực lực, muốn thi triển, vậy phải hội tụ toàn bộ chân khí nơi này kiếm trên. Lão Phương, lâu như thế, ngài còn không áp chế nổi kiếm này. Luyện hóa cũng hoặc là nhỏ máu nhận chủ cũng vô ích. Viên Tất Nhiên nhìn Phương Trấn Nghiệp khẽ run cánh tay, kinh ngạc nói. Phương Trấn Nghiệp gật đầu một cái, đem Trấn Hồn Kiếm bỏ vào cổ đồng sắc trong vỏ kiếm, chấn động ý mới hoàn toàn biến mất. Trán hắn có chút mồ hôi hột. Hơi thở dốc, đồ chơi này kỳ ngạo không kém, ta vận dụng rất nhiều thuật pháp cũng không có tác dụng, đơn thuần thực lực áp chế cũng giống vậy, đến nay còn mẹ hắn là vật vô chủ, dưới mắt, ta chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng, cũng không thể phát huy hắn lớn nhất giá trị. Viên Tất Nhiên tới một chút hứng thú, không ngại cho ta thử một chút. Cầm đi. Dứt lời, Trấn Hồn Kiếm liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, nặng nề ý suýt nữa để cho Viên Tất Nhiên lảo đảo một cái. Hắn ổn định thân hình, đem Trấn Hồn Kiếm rút ra hơi rất nhiều,
nhưng là một giây kế tiếp, chấn hồn kiếm lộn, trực tiếp thủng viên tất nhiên trói buộc. Lại là mang vỏ kiếm xông ra ngoài, cắm vào vách tường trên. Toàn bộ thạch thất kịch liệt run rẩy. Chấn hồn kiếm cắm địa phương, lại là xuất hiện một đạo như mạng nhện vậy vết rách. Phải biết tảng đá kia có thể là một khối đổi viêm huyền thạch à. Trình độ cứng cáp đủ để kinh người. Bành! Viên tất nhiên cảm giác được huyết khí dâng trào, một cổ cường đại đợt khí từ chấn hồn trong kiếm cuốn tới, hắn ròng rã lùi 7 bước mới đứng vững thân hình. Nét mặt già nua trắng bệch, sau đó một đỏ. Thành tựu hoa hạ người bảo vệ một trong, hắn lại có thể bị một thanh kiếm trêu. Cực kỳ mất thể diện. Ngoài ra mấy vị hoa hạ người bảo vệ ngược lại là cười lên, nói giỡn mấy câu. Lão viên, ngươi không được à? Nếu như bị người biết hoa hạ người bảo vệ kém hơn một thanh kiếm, đây chính là muốn cười ngạo. Phương Chấn Nghiệp cũng là sờ một cái râu, mở miệng nói, lão viên, ta nói hết rồi ngươi còn không tin, kiếm này tà hồ rất, ta nghiên cứu hơn nửa năm mới miễn cưỡng khống chế, ngươi còn con này mấy giây, như thế nào nắm giữ? Viên tất nhiên trên mặt có chút tức giận, mới vừa muốn nói chuyện, cửa thạch thất bị gõ. Đi vào, Phương Chấn Nghiệp nhìn một cái cửa, mở miệng nói. Không lâu lắm, một vị hơn 30 tuổi người đàn ông đi vào, quỳ ở Phương Chấn Nghiệp trước mặt. Hắn chính là Phương Chấn Nghiệp một vị đệ tử, Hàn Quang. Mấy ngày nay, Hàn Quang một mực phụ trách điều tra Diệp Thần hết thảy tin tức. Hàn Quang, thằng nhóc kia lại có tin tức. Phương Chấn Nghiệp hiếu kỳ nói. Hàn Quang gật đầu một cái, liền nói, Diệp Thần và Hồng Công Lý Gia Lý Nguyên Thừa cùng nhau rời đi, căn cứ tin tức, giờ phút này Diệp Thần hẳn ở Lý Gia. Nghe được Lý Gia, viên tất nhiên con người hơi co lại, hắn ngược lại là nhớ lại năm đó sự việc. Khi đó, hắn giết Lý Gia không ít người, duy chỉ có bỏ qua Lý Gia Thành, ở hắn trong mắt, có vài người chính là con kiến hôi, hắn giết liền xung động cũng không có. Coi như cho hắn trăm năm ngàn năm thời gian, dù là bây giờ Lý Gia Thành là Hồng Công đệ nhất gia tộc, kết quả cũng giống như vậy. Hắn muốn xóa đi, tùy thời có thể. Chỉ cần hắn muốn. Bây giờ nhìn lại, cái này con kiến hôi nhưng là và vậy Diệp Thần đứng chung một chỗ. Ai cũng phải là chuẩn bị đối với tự mình ra tay. Cuồng ngông, ngu muội. Phương Chấn Nghiệp cau mày suy tư hồi lâu. Đột nhiên nói, Lý Gia mấy thập niên này ở Hồng Kông phát triển có chút cổ quái, một người trong đó càng bị Côn Lôn hư tông môn chọn, không chỉ như vậy, không ít người người Lý Gia tốc độ đột phá cũng là đổi mau, bây giờ nơi này nhà và Diệp Thần thằng nhóc này đứng chung một chỗ, khó tránh khỏi để cho người nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu nơi này nhà không thức thời, Hàn Quang, người mang 20 người động thủ xóa đi đi. Phương Chấn Nghiệp phân phó nói. Ngay tại lúc này, viên tất nhiên mở miệng nói, lão Phương, chậm đã. Không cần vậy 20 người, nơi này nhà giao cho ta, năm đó ta tiêu diệt Lý Gia mọi người, lại không có giết sạch, để cho cái này dã lửa xuân gió thổi lại xảy ra, đã như vậy, hôm nay ta ra tay trực tiếp xóa đi. Phương Chấn Nghiệp do dự mấy giây, gật đầu nói, cũng tốt, bất quá lão viên, ngươi trễ giờ động thủ, chờ Diệp Thần rời đi Lý Gia. Viên tất nhiên hừ lạnh một tiếng. Một phất ống tay áo, lão Phương, ai cũng được ngươi cho rằng người này có năng lực giết ta. Buồn cười, nói không chừng, vậy Diệp Thần gặp phải ta, liền ngày mai bước lên núi Giang Đạo cơ hội cũng không có. Người này như còn không rời đi Lý Gia, ta chính là ác mộng của hắn. Dứt lời, viên tất nhiên liền biến mất ở thạch thất bên trong. Phương Chấn Nghiệp muốn nói cái gì, nhưng là lời đến trong miệng vẫn là đổi là một đạo than thở. Chỉ mong là hắn suy nghĩ nhiều. Hồng Công Lý Gia. Lý Gia Thành lại mang Diệp Thần nhìn toàn bộ lòng đất cổ thành. Cổ thành không có bị hoàn toàn khai thác, chỗ sâu địa phương, còn có công nhân ở thi công. Bởi vì chuyện này liên quan đến cơ mật, vận dụng sức người đều là Lý Gia nồng cốt người. Hiệu suất tự nhiên thấp một ít. Trừ vậy bích họa, Diệp Thần không có phát hiện lại có quan hệ tới mình tồn tại. Toàn bộ lòng đất cổ thành có chút giống nào đó nghi thức tôn giáo quảng trường, không thiếu địa phương có khắc phản văn, chữ viết quá mức cổ xưa, căn bản xem không hiểu. Bất quá Diệp Thần ngược lại là phát hiện có chút chữ viết và linh phù một đạo phù văn có chút đến gần. Diệp tiên sinh, bích họa trước đây ta phái người khác vẽ một bộ, giống nhau như đúc, chờ một hồi Diệp tiên sinh nhớ lấy đi. Lý Gia Thành nói.
hắn có thể nhìn ra Diệp Thần chỉ đối với bích họa để ý, mà cổ thành thứ khác cũng không có hứng thú. Được, Diệp Thần gật đầu một cái, tự nhiên tiếp nhận. Bích họa rất nhiều hình ảnh hắn bây giờ xem không hiểu, không đại biểu sau này xem không hiểu, nếu như bích họa thật có thể biết trước một số tương lai, đối với hắn mà nói hồi nào không phải là chuyện tốt. Đã như vậy, vậy Diệp tiên sinh, chúng ta lên đi, ta để cho đầu bếp làm một ít chiết giang khẩu vị món ngon, hy vọng Diệp tiên sinh có thể. Lý Gia Thành lời còn chưa nói hết, toàn bộ lòng đất cổ thành lóe ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng cực kỳ nhức mắt, làm cho tâm thần người sợ hãi. Lý Gia Thành sắc mặt đại biến, kinh hô, không tốt. Có người cưỡng ép xông vào Lý Gia. Ngụy Dĩnh bây giờ ở đâu? Diệp Thần con ngươi lộ ra một tia nghiêm túc. Hắn thời gian đầu tiên lo lắng chính là Ngụy Dĩnh. Lý Gia Gia không ra chuyện, và hắn không có bất luận quan hệ gì. Nhưng là Ngụy Dĩnh không thể. Diệp tiên sinh, theo ta tới. Hai người cấp tốc hướng thang máy đi. Cùng lúc đó, phía trên Lý Gia biệt thự cũng là đột nhiên ánh đỏ lóe lên, báo động tiếng không ngừng vang lên. Ngụy Dĩnh đang ngồi ở phòng khách, có đặc biệt người cho nàng đấm bóp và thư giãn mệt nhọc. Ngụy tiểu thư, theo ta tới. Lý Nguyên Thừa vội vàng nói. Tay hắn bên trong nắm một máy tính bảng, trên mặt viết đầy vẻ lo lắng. Bình trên nền quản chế tin tức toàn bộ biến mất, căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nhưng là nếu toàn bộ biệt thự cũng báo động, đây tuyệt đối là xảy ra đại sự. Hắn lấy là Ngụy Dĩnh là Diệp Thần người phụ nữ, tuyệt đối không thể để cho Ngụy Dĩnh ra làm ít chuyện, nếu không hắn không gánh nổi. Ngụy Dĩnh kịp phản ứng, nhìn một cái Lý Nguyên Thừa, cũng không nói nhảm, trực tiếp theo đi lên. Ngay tại hai người chuẩn bị xuyên qua hành lang dài lúc đó, hai cổ thi thể trực tiếp nhét vào trước mặt bọn họ. Không chỉ như vậy, một cổ vô hình uy áp lại là bao phủ tới. Hai người hai chân thật giống như mất đi chi giác, căn bản nhúc nhích không được. Sau đó, một loạt tiếng bước chân tấn công tới. Không lâu lắm, một cái ông già liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, càng là đang ngồi liền trên ghế salon. Chính là Viên Tất Nhiên. Lý Gia Thành đâu? Viên Tất Nhiên ngón tay gõ đàn mộc đồ gỗ nội thất, rất có nhịp điệu. Lý Nguyên Thừa hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là cưỡng ép chấn định lại, ta phụ thân không có ở đây. Viên Tất Nhiên ngón tay ngừng lại, sau đó cười lạnh nói, vậy ta đổi vấn đề, Diệp Thần có thể ở Lý gia. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, Lý Nguyên Thừa kiên quyết nói. Không biết sống chết, Viên Tất Nhiên hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay bắn ra. Một cổ vô hình đợt khí đột nhiên tạo thành. Bành! Đợt khí không chút do dự đập vào Lý Nguyên Thừa trên thân hình. Lý Nguyên Thừa trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể lại có thể khó hiểu vặn vẹo. Ken két ca! Thanh âm gãy xương không dứt lọt vào tai. Máu tươi không ngừng rỉ ra, nhìn thấy mà giật mình. Ngụy Dĩnh thấy hình ảnh này, con người sợ hãi tới cực điểm, nàng mặc dù bước vào con đường tu luyện. Nhưng là muốn đối mặt loại cao thủ này căn bản không có thể. Nàng nghĩ tới điều gì, tự nhủ, sát huyết hàn thể, ngươi có thể không thể đi ra. Ta bây giờ cần ngươi. Nhưng là trả lời nàng nhưng là yên lặng. Hôm đó xuất hiện sát huyết hàn thể không có động tĩnh chút nào. Đáng chết, làm sao không linh. Nàng nhìn một cái bên cạnh Lý Nguyên Thừa, hiển nhiên bị hành hạ tới cực điểm, không có một tia huyết sắc, thân thể vặn vẹo đến mức tận cùng. Chỉ còn lại yếu ớt thở dốc cùng với rên rỉ thống khổ. Lý Nguyên Thừa, năm đó người phụ thân nhưng là phải ở ta trước mặt quỳ xuống, khổ khổ muốn nhờ, người không ngại vậy quỳ xuống cầu ta, có lẽ ta tâm tình tốt nói, sẽ gặp cho ngươi một con đường sống. Viên Tất Nhiên nhàn nhạt nói, hắn giọng trên cao nhìn xuống, tựa như chấp chưởng hết thảy. Ở hắn trong mắt, người bất kỳ đều là con kiến hôi. Hừ, Lý Nguyên Thừa khạc ra một búng máu. Cho dù thân thể vặn vẹo, không chút nào quỷ ý nghĩa. Viên Tất Nhiên thấy vậy, cười một tiếng, già nua ngón tay trực tiếp trên không trung nhẹ nhàng vung lên. Rắc rắc, Lý Nguyên Thừa thân thể căn bản không bị khống chế, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống trên đất. Lại là đập ra hai cái sâu đậm lỗ lớn. Hắn hai chân cơ hồ máu thịt mơ hồ. Ngụy Dĩnh bây giờ nhìn không nổi nữa, vội vàng nói, ngươi tại sao phải như vậy đối đãi với người khác. Tiếp tục như vậy nữa muốn chết người.
tu luyện chính là để cho ngươi như vậy hành hạ người khác. Ngươi như vậy, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Viên Tất Nhiên lúc này mới đem sự chú ý đặt ở Ngụy Dĩnh trên mình, hắn ánh mắt hờ hững, báo ứng. Toàn bộ Hồng Kông, thậm chí còn toàn bộ Hoa Hạ ai dám để cho ta báo ứng. Ta rất ghét người phụ nữ nói nhảm, đã như vậy, đưa ngươi lên đường. Viên Tất Nhiên tiện tay bắt bên cạnh một cái nĩa trái cây, trực tiếp hướng Ngụy Dĩnh bắn đi ra ngoài. Đợt khí cuộn sạch, nĩa trái cây chung quanh có một đạo đỏ thấm vẻ, phá vỡ không khí, thậm chí còn mang từng cơn sao hỏa. Đảo mắt bây giờ, liền tới đến Ngụy Dĩnh trước mặt. Viên Tất Nhiên diễn cảm rửng rưng, đối với hắn mà nói, giết chết một người phụ nữ quá mức dễ dàng. Mặc dù người phụ nữ này trên người có chút chân khí chập chờn, nhưng là quá yếu. Đinh! Dị biến nổi lên, mắt xem nĩa trái cây thì phải đâm vào Ngụy Dĩnh tim, Ngụy Dĩnh quanh thân lại có thể xuất hiện từng đạo bông tuyết. Bông tuyết bao trùm mở, tựa như hình thành một cái băng lá chắn. Băng lá chắn lực lượng lan truyền, nĩa trái cây trực tiếp vặn vẹo. Rơi ở trên mặt đất. Viên Tất Nhiên thấy một màn trước mắt, con người bỗng nhiên co rúm một cái, kinh hô thành tiếng, ừ. Cô gái này trên mình lại có như vậy khí lạnh, làm sao có thể? Chẳng lẽ là huyết mạch? Một giây kế tiếp, hắn thân thể động, năm ngón tay thành quyền, trực tiếp hướng Ngụy Dĩnh đi. Quản ngươi là huyết mạch gì, ta thích nhất chính là bóp chết thiên tài. Chết! Dứt lời, Viên Tất Nhiên một quyền đập vào băng lá chắn trên. Băng lá chắn trực tiếp nứt ra. Mà Ngụy Dĩnh cũng là lui về phía sau mấy bước, khạc ra một ngụm máu tươi. Viên Tất Nhiên quả đấm không có bất kỳ dừng lại, xuyên qua băng lá chắn sau đó, hướng Ngụy Dĩnh cổ đi. Ngụy Dĩnh sợ nhắm mắt lại, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, một cái bóng đen lướt qua, trực tiếp ôm lấy Ngụy Dĩnh, hướng một bên đi. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần đem Ngụy Dĩnh đặt ở một bên, lấy ra một viên đan dược, trực tiếp đút cho Ngụy Dĩnh, cảm giác thế nào? Ngụy Dĩnh lông mi mau run rẩy, mở mắt ra, khi thấy Diệp Thần, mới thở ra một hơi, Diệp Thần, ta không có chuyện gì, tên kia. Diệp Thần con người hiện lên là máu và lạnh như băng, tên kia, ta sẽ để cho hắn vĩnh viễn lưu lại. Nói xong, liền xoay người nhìn về phía Viên Tất Nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm. Một cổ vô hình lửa giận ở trong con người cháy. Mấy giây sau, Lý Gia Thành cũng là chạy tới. Làm hắn thấy Lý Nguyên Thừa đang ngã xuống đất, từng ngụm khạc ra máu tươi, vội vàng đem Lý Nguyên Thừa vịn ở xó xỉnh, sau đó, tầm mắt mới rơi xuống Viên Tất Nhiên trên mình. Khi thấy đối phương gương mặt, Lý Gia Thành hoảng sợ đến trình độ cao nhất. Rất nhanh, kinh hoàng triển lộ ra tức giận, hắn tức giận gầm hét lên, Viên Tất Nhiên, ngươi tên xúc sinh này. Không để ý tới hết thảy, Lý Gia Thành xông ra ngoài, nhưng là còn không có bước ra mấy bước. Liền bị Diệp Thần ngăn cản. Ngươi đi vậy là chịu chết, ngươi giúp ta trông nom Ngụy Dĩnh, nếu ta đáp ứng ngươi tru diệt người này, tự nhiên phải giao cho ta làm. Diệp Thần nói. Lý Gia Thành ngẩn ra, nhìn một cái Diệp Thần, gật đầu một cái, gằn từng chữ, Diệp tiên sinh, người này thực lực cực mạnh, không thể khinh thường, ta Lý Gia cao thủ không có xuất hiện, hẳn là bị hắn chém giết, nhớ lấy cẩn thận. Diệp Thần gật đầu một cái. Sau đó trong tay xuất hiện Trảm Long kiếm, từng bước hướng Viên Tất Nhiên đi tới. Viên Tất Nhiên có nhiều thú vị nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, nếu các người hai cái đều ở đây, vậy thì tốt nhất ngươi bất quá, lão phương sợ hãi ngươi, ta Viên Tất Nhiên có thể không ý kỵ. Ta ngược lại là phải xem ngươi cái này như mặt trời ban trưa thiên tài rốt cuộc có thực lực gì. Diệp Thần ánh mắt không có chút nào nhiệt độ, người phế lời nói xong sao. Vốn là ta là vì Lý Gia vừa muốn giết ngươi, bây giờ ngươi động bạn ta không thích, cho dù ngươi là Hoa Hạ người bảo vệ. Cũng nên chết. Nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, Viên Tất Nhiên trôi giạt bây giờ xuất hiện ở Diệp Thần 5 mét đất. Im hơi lặng tiếng, tựa như chưa từng tung lên một viên bụi bặm. Diệp Thần, ta cho ngươi một cái cơ hội, phế mình tu vi, sau đó ở ta trước mặt quỳ xuống, ta cho ngươi một cái thi thể nguyên vẹn. Viên Tất Nhiên âm trầm thanh âm khàn khàn, chậm rãi rơi xuống. Một cổ vô hình uy áp tràn ngập ở giữa thiên địa, giống như núi cao, đè Diệp Thần khó mà thở dốc. Thực lực này vượt xa hôm đó ở trên đài võ đạo hắn chém giết vị kia Hoa Hạ người bảo vệ. Diệp Thần bước ra một bước, huyết long phun trào,
khí thế leo lên, xin lỗi, ta cũng sẽ không cho ngươi một cái thi thể nguyên vẹn. Bởi vì ngươi con xúc sinh này, không xứng. Tự tìm cái chết, nhớ ta tên chữ, Viên Tất Nhiên. Hôm nay, đem ngươi chết ở thủ hạ ta. Oanh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, Viên Tất Nhiên quanh thân khí thế nổ tung. Vậy bắt trước thực chất yếu giống vậy khí thế, ngay tức thì hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch đi. Kinh khủng đợt khí lăn lộn dưới, chu vi mấy chục mét bên trong, đảo mắt bây giờ, đàn mộc đồ gỗ nội thất hóa là một mảnh phế tích, bụi bặm cuốn lên, loạn thạch bắn ra bốn phía, không biết sống chết. Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trong mắt sắc bén lóe lên, lạnh lùng nhìn Diệp Thần, Viên Tất Nhiên quanh thân ý định giết người đại tác. Sát cơ mãnh liệt dưới, toàn bộ Lý gia biệt thự tựa hồ động lại, đỉnh cách. Cường giả oai lực, chỉ một khí thế liền phong tỏa hết thảy. Diệp Thần con người đông lại một cái, không dám xem thường, bất kỳ chiến đấu, nắm giữ quyền chủ động chính là phần thắng. Cũng chính là ở đó ngàn cân treo sợi tóc bây giờ, Diệp Thần động. Một tiếng hừ lạnh, như đất bằng phẳng sấm. Cường đại đợt khí nổ tung, chỉ gặp Diệp Thần đã biến mất ở tại chỗ. Thương Long Huyễn Thân Quyết phun trào, Diệp Thần tay cầm Trảm Long kiếm, một kiếm hướng Viên Tất Nhiên đánh đi. Bá! Một hồi giống như thực chất vậy tiếng nổ truyền tới. Bất ngờ chính là thấy Diệp Thần trong tay Trảm Long kiếm hung hãn đập vào Viên Tất Nhiên rút ra hắc côn trên. Đinh! To lớn vẻ run rẩy tấn công tới, Diệp Thần lui ba bước, mà Viên Tất Nhiên giống vậy cũng không chịu nổi. Hắn vốn cho là Diệp Thần ly hợp cảnh căn bản không gây thương tổn được hắn. Lại không nghĩ rằng, tiểu tử này lực lượng vượt xa cùng cảnh người. Thất thần nháy mắt, Diệp Thần đầu gối bùng nổ, cả người bắn đi ra ngoài, Trảm Long kiếm phá vỡ hết thảy. Mau đến mức tận cùng. Giết hại, giờ khắc này, đi đôi với Diệp Thần chỉ có giết hại. Phá thiên kiếm ý kiếm thứ nhất trực tiếp sử dụng. Phịch. Rồi sau đó, chính là thấy Diệp Thần mang cường đại kiếm quang, trực tiếp lao ra. Gió lớn gào thét. Từng cơn gió mạnh, bay xa đầy trời. Giờ khắc này, Diệp Thần giống như chiến thần hạ phàm, quân lâm thiên hạ. Viên Tất Nhiên nhận ra được không đúng, thân thể đột nhiên lui về phía sau, hắn có thể cảm giác được kiếm ý này khủng bố. Đáng chết! Hắn phát hiện kiếm kia ý hoàn toàn bao quanh hắn. Một cổ vô hình cảm giác nguy cơ tấn công tới. Hắn rất ít có loại cảm giác này. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Viên Tất Nhiên một tiếng hừ lạnh, vũ khí trong tay bỗng nhiên xoay tròn. Mặc dù kiếm ngươi kỹ rất cường đại, lại là có thể để cho ngươi thực lực gấp bội. Nhưng là mạnh đi nữa kiếm kỹ cũng là thành lập ở tu vi trên. Người ta tu vi chênh lệch quá lớn, phá. Ô ô hu hu. Hắc côn theo Viên Tất Nhiên chân khí rót vào, khoảnh khắc bây giờ, toàn bộ Lý gia biệt thự chấn động lên. Ở giữa thiên địa, nhưng là hắc phụ bỏ qua, che khuất bầu trời. Tựa như cả thế giới, lâm vào hôn mê chính giữa. Từng trận nhọn thanh âm chói tai, vậy vào thời khắc này truyền tới. Đầy trời khắp nơi, côn ảnh lóe lên. Vậy côn ảnh hóa thành từng đạo mũi tên, phá không mà ra. Vô cùng vô tận, giống như muôn vàn đại quân, lao nhanh tới, cả thế giới, biến thành một cái chiến trường. Một cổ để cho người hít thở khó khăn lạnh như băng truyền tới, cái loại đó âm lãnh sâu tận xương tủy. Để cho Diệp Thần không khỏi được sắc mặt trắng bệch, quanh thân cứng ngắc. Xé kéo. Phá thiên kiếm ý kiếm thứ nhất, Tiềm Long chém thương khung trực tiếp bị lực lượng kia phá vỡ. Mắt thấy như một màn này, Diệp Thần hung hãn đổ hít một hơi khí lạnh. Đây là Tiềm Long chém thương khung lần đầu tiên bị cường lực đánh nát. Có thể gặp vị này hoa hạ người bảo vệ có kinh khủng dường nào. Không phải Diệp Thần võ không đủ cường đại, mà ở chỗ hắn tu vi. Cứng rắn tổn thương. Cho dù thiên phú cơ duyên, nhưng là hắn chỉ bất quá tu luyện 5 năm mà thôi. Mà Viên Tất Nhiên nhưng là tu luyện 100 năm. Kiếm ý bị phá ra, rậm rạp chằng chịt mũi tên rơi xuống, che khuất bầu trời, Diệp Thần căn bản không chỗ né tránh. Viên Tất Nhiên nhìn Diệp Thần khẽ biến gương mặt, cười lạnh nói, thằng nhóc, nếu như lại cho ngươi mấy năm, nói không chừng ngươi thật có thể chém chết ta. Nhưng là bây giờ... Ta cũng sẽ không cho ngươi sẽ. Giao ra ngươi mới vừa rồi thi triển vậy đạo kiếm kỹ.
Nếu không, người sẽ chết rất thảm. Diệp Thần con người hiện lên lạnh, nhìn rậm rạp chằng chịt mũi tên biển, thanh âm đạm mạc chậm rãi rơi xuống, người muốn kiếm kỹ, cũng phải có mệnh tới bắt. Huyết Long, đi ra. Một tiếng giống giận dưới, Diệp Thần trong cơ thể lao ra một đạo cực kỳ tươi đẹp huyết quang. Huyết quang ngưng tụ, long ngâm từng cơn. Huyết Long trực tiếp lao ra trong cơ thể. Toàn bộ Lý gia biệt thự chi đỉnh ngay tức thì xông phá. Treo đỉnh trực tiếp rơi xuống. Còn chưa đủ, bổn mạng linh phù, đi ra. Bổn mạng linh phù trực tiếp sử dụng. Diệp Thần bước ra một giọt máu tươi, bắn vào bổn mạng trên linh phù. Linh phù ánh sáng đại tác, rất có thông thiên chi tư. Diệp Thần dưới chân đứng địa phương thậm chí hướng bốn phương tám hướng nứt ra. Toàn bộ biệt thự đạo đạo gió lớn cuốn lên, Diệp Thần chung quanh đổ gỗ nội thất thậm chí còn vách tường lại bị rất miễn cưỡng xé. Có thể gặp uy lực. Lý Gia Thành nhìn trước mắt một màn, hô hấp cũng bình ở. Hắn biết Diệp Thần rất mạnh, lại không nghĩ rằng như thế mạnh à. Dị tượng bực này tuổi tác, cái này Diệp Thần rốt cuộc lai lịch ra sao? Dù là Hoa Hạ Giang gia cũng không khả năng ra đời loại này yêu nghiệt tài à. Viên Tất Nhiên nụ cười trên mặt cơ hồ cứng ngắc. Quần áo hắn bị một cổ vô hình đợt khí vỡ ra chỗ rách. Hắn căn bản không nghĩ tới thằng nhóc này trong cơ thể lại vọt ra khỏi một cái huyết long. Bây giờ, điều này huyết long đang trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn. Hoa Hạ thật sự có người có thể thuần hóa long. Coi như là Côn Lôn hư cũng không có loại này tồn tại đi. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí thấy được Diệp Thần sử dụng một đạo vật cổ xưa. Vật này, hắn không được rõ, nhưng là sử dụng ngay tức thì. Vũ khí trong tay hắn rõ ràng run rẩy mấy phần. Đây là một chuôi linh khí sợ hãi. Viên Tất Nhiên thu hồi nghiền ép tâm, thân như phen tầm, như tên rời cung vậy lao ra. Trong tay Hắc Côn xé không khí, trực kích Diệp Thần. Hắc Côn ra xuyên qua mũi tên biển, mắt xem thì phải đụng chạm Diệp Thần. Ngay tại lúc này, Diệp Thần ngẩng đầu lên, khóe miệng phác họa lau một cái tàn khốc nụ cười. Huyết Long nhập kiếm. Linh phù mở đường, phá thiên kiếm ý thức thứ hai, ngôi sao vẫn lạc. Cho ta chém. Diệp Thần một tiếng giống giận, huyết long trực tiếp từ trên trời hạ xuống, tràn vào hắn chảm long kiếm trong, chảm long kiếm tựa như đốt đốt. Mà vốn mệnh linh phù nhưng là hóa là một đạo chùm ánh sáng hướng mũi tên biển và Viên Tất Nhiên phóng tới. Ba đạo lá bài tẩy hợp lực một kích, đủ để chém chết hết thảy. Gió lớn phun trào, bụi bậm đầy trời. Diệp Thần khí thế buông ra, chân khí cường đại phun trào toàn thân, trong tay chảm long kiếm răng khắp nơi, xốc xếch phức tạp, giống như từng tờ một mạng nhện vậy, tung khắp các nơi, lại chậm rãi hướng ra ngoài lan truyền. Chảm long kiếm ngất trời, thế như thí thần, vung tán vậy toàn tại thân kiếm chỗ sát ý, hoàn toàn bùng nổ. Kiếm phong chưa tới, khí lạnh tới trước, sát khí hiện ra hết, giờ khắc này, chảm long kiếm tựa như bị vô hạn kéo dài. Mang ra khỏi vô số đạo hư ảnh, che trời xây, giống như phải đem đúng vùng đất hủy diệt vậy, khí thế bừng bừng. Kiếm ý như tinh thần vậy đập xuống. Đây là Diệp Thần không dùng tới luân hồi mộ địa lực lượng duy nhất có thể đối kháng Viên Tất Nhiên một kích. Hoa Hạ người bảo vệ cơ hồ là toàn bộ Hoa Hạ thực lực đứng đầu nhất tồn tại. Lại là tu luyện trăm năm lão quái vật. Không dùng tới như vậy lá bài tẩy, thật không nhất định giết chết. Ngôi sao vẫn lạc hướng vậy mảnh mũi tên biển sông ngang đánh thẳng đi. Một tiếng. Trực tiếp phá vỡ hết thảy. Mảng lớn mũi tên biển bị vô tình xé. Lại là hướng Viên Tất Nhiên phóng tới. Viên Tất Nhiên sắc mặt đại biến. Nếu như mới vừa rồi Diệp Thần thi triển đạo kiếm ý kia ở hắn trong mắt chẳng qua là qua đi, vậy giờ phút này một kiếm, cơ hồ là chấn động thiên địa. Có như vậy trong nháy mắt. Hắn trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác vô lực. Cái này không phải tới từ tại Diệp Thần trên tay nghịch thiên kiếm kỹ, mà là thiết thiết thực thực lực lượng à. Mấu chốt hắn căn bản không nghĩ tới lực lượng này là đi một lần hợp cảnh tiểu tử trên tay bùng nổ à. Giờ khắc này, hắn không có chút nào ngăn trở ý, thậm chí xoay người, cấp tốc lui về phía sau, hướng cửa đi. Thành tựu Hoa Hạ người bảo vệ hắn lại thời gian đầu tiên muốn chạy. Viên Tất Nhiên ở trước khi rời đi thậm chí đem vũ khí trong tay bắn đi ra ngoài. Cần phải ngăn trở ngôi sao vẫn lạc điên cuồng. Đâm.
Hắc côn trực tiếp gãy lìa, xé, chặt đứt linh khí lực, có thể gặp khủng bố. Mà giờ khắc này, Viên Tất Nhiên tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt xem sẽ phải rời khỏi Lý gia, nhưng là hắn dư quang đột nhiên phát hiện cái gì, con người kinh hoàng đến mức tận cùng. Vậy cuồng bạo kiếm ý lại bị một cái huyết long mang theo tới. Căn bản không dự định để cho hắn đi. Mắt xem thì phải đụng chạm hắn sau lưng, hắn không có tư cách chạy trốn, lật đật trong bước ra một giọt máu tươi, bắn về phía ngôi sao vẫn lạc. Đồng thời một quyền đập ra. Rắc rắc. Viên Tất Nhiên chỉ cảm thấy một hồi xé vậy đau đớn truyền tới, tay hắn xương cánh tay cách phát ra từng trận xương gãy tiếng. Ông! Hồng mang bỗng nhiên lóe lên, tia lửa văng khắp nơi, rên rỉ không dứt. Hắn lực lượng, ở nơi này ngôi sao vẫn lạc trước mặt, giống như không có tác dụng. Nhiều bó liệt diễm, trực tiếp đem hắn bọc. Làm sao có thể? Phốc xích! Vậy một cổ to lớn lực lượng dưới vào tay hắn cánh tay, cuối cùng xông vào đến trong cơ thể hắn, lại là xuyên thấu hắn ngũ tạng lục phủ. Như vậy lực lượng đánh vào dưới, quanh thân khí huyết quay cuồng, hắn cũng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhất thời té bay ra ngoài. Ước chừng bay ra 7 đến 8 mét, Viên Tất Nhiên hung hãn đập xuống ở một mặt vách tường trên. Khoảnh khắc bây giờ, vách tường chia 5 xẻ 7. Hắn trong lòng tung lên vạn trượng sóng biển. Nhìn không được hết thảy, xóa sạch bên khóe miệng treo vết máu chuẩn bị bò dậy rời đi, hắn trên mình truyền tới vậy từng trận đau tê tâm liệt phế đau, để cho hắn hai tròng mắt lửa giận. Hắn bực bội. Hắn tức giận. Nhưng là thì có thể làm gì? Một chiêu giao phong, thành tựu người bảo vệ hắn bị hoàn toàn áp chế ở hạ gió. Diệp Thần tự nhiên cũng không chịu nổi, hắn đan điền chân khí hoàn toàn không có. Cái này ba đạo lực lượng hợp lực một kích, xa không phải hắn bây giờ có thể nắm giữ. Hắn liền vội vàng lấy ra đan dược, một cổ não nhi nuốt xuống. Sau đó nắm chặt Trảm Long kiếm, lại xông ra ngoài. Vô luận như thế nào, cái này Viên Tất Nhiên tuyệt đối không thể lưu. Thương Long huyễn thân quyết phun trào, Diệp Thần đã xuất hiện ở Viên Tất Nhiên trước người. Không chút do dự, một quyền trực tiếp đập ra ngoài. Giống như nghiền ép cơ hội vậy, muốn miễn cưỡng đem Viên Tất Nhiên nghiền ép chết. Viên Tất Nhiên mặc dù bị trọng thương, nhưng là lạc đà gầy lớn so với ngựa, một chưởng đánh ra. Bành! Diệp Thần bị chấn động lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà Viên Tất Nhiên cũng không chịu nổi, Diệp Thần một quyền kia thiết thiết thực thực đập vào trên lồng ngực của hắn. Nếu như không phải là hắn tu vi mạnh mẽ, ngực tất nhiên bị rất miễn cưỡng đập ra một cái lỗ máu. Hắn lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi, kịch liệt thở dốc. Sau đó, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, khi phát hiện Diệp Thần thảm dạng. Âm u cười, Diệp Thần, nếu như ta không đoán sai, mới vừa rồi một kích này hẳn là ngươi cường đại nhất một kích đi. Bây giờ bên trong cơ thể ngươi không có bất kỳ chân khí, cũng không có năng lực chiến đấu, muốn giết ta tuyệt không thể nào. Có thể đem ta đánh trọng thương, xem ra là chúng ta tất cả Hoa Hạ người bảo vệ cũng xem thường ngươi, ngày hôm nay ngươi không chết, ngày mai núi Giang Đạo thật đúng là có thể xảy ra chuyện. Bất quá, lần này ngươi phải chết, ngươi không có trả đánh năng lực, nhưng là ta còn có. Viên Tất Nhiên gầm thét một tiếng, sau đó chợt rút ra một chuôi màu tím dao găm. Dao găm còn quấn mây tía, phía trên có khắc cổ xưa phạm văn. Dao găm vừa ra, toàn bộ đại điện hơi thở đều tựa như đọng lại. Mà Diệp Thần thấy vật này, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Màu tím kia dao găm trên là một đạo cường giả ngưng tụ kiếm quyết. Mặc dù lực lượng không có vạn đạo kiếm tôn cho mình mạnh mẽ, nhưng là giờ phút này muốn giết bị thương và chân khí khô kiệt mình, dễ như trở bàn tay. Diệp Thần, bóp chết ngươi tên thiên tài này, thật là có chút đáng tiếc. Nhưng là, ta thích nhất hủy diệt thiên tài. Màu tím dao găm trực tiếp bay ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Căn bản không cho Diệp Thần cơ hội phản ứng. Diệp Thần hô hấp tựa như đình trệ. Mắt xem dao găm thì phải đụng hắn thân thể, đột nhiên, một đạo xinh đẹp ảnh rơi xuống. Toàn bộ Lý gia biệt thự nhiệt độ hạ xuống đến dưới. Thậm chí để còn sinh ra đạo đạo khí lạnh. Một cái trắng nõn vươn tay ra, mảnh khảnh năm ngón tay dương ra. Chính là Ngụy Dĩnh. Diệp Thần không nghĩ tới Ngụy Dĩnh lúc này sẽ lao ra. Mấu chốt nàng lực lượng căn bản ngăn cản không được à.
Không chỉ Diệp Thần kinh ngạc, Liền Liền Viên tất nhiên cũng là cười nhạt liền liền. Một cái cơ hồ không việc gì tu vi người phụ nữ lại còn mưu toan ngăn trở một kích này. Nói vớ vẩn. Đừng nói nữ nhân này trước mắt, coi như là Lý gia tộc trưởng ra tay vậy không nhất định. Ca. Đột nhiên, Ngụy Dĩnh lòng bàn tay vô số hơi nước vần quanh, đảo mắt bây giờ, lại ngưng tụ ra một cái băng kiếm, nàng trong mắt trong trẻo lạnh lùng, tựa như hết thảy cũng không vào được nàng cặp mắt. Ta vốn không muốn ra tay, nhưng là chủ nhân của thân thể này tâm trạng rất lớn, ngươi có lẽ đáng chết. Ngụy Dĩnh lạnh lùng đến mức tận cùng thanh âm chỉ như vậy rơi xuống. Sau đó, băng kiếm bắn ra. Trắng tím hai đạo ánh sáng mang ngay tức thì đụng vào nhau. Bành! Kinh khủng đợt khí nổ tung, giờ khắc này Ngụy Dĩnh cả người như đến từ cửu tiêu. Hai đạo lực lượng như quỷ thần kinh thế. Gió bão vòng xoáy ngưng tụ mà thành. Đâm! Ánh sáng trắng lóe lên, cưỡng ép chiếm đoạt hết thảy. Ông! Một tiếng khẽ rên, như đến từ cửu u, để cho thiên địa cũng ngay tức thì băng lạnh xuống. Đinh đinh đinh! Từng trận thanh thúy giao phong tiếng chính giữa, ánh lửa bung ra. Khí thôn vạn dặm, càn quét bát hoang. Màu tím dao găm trực tiếp gãy lìa, không chỉ như vậy, Ngụy Dĩnh băng kiếm cũng là vỡ vụn. Chỉ bất quá băng kiếm vỡ vụn thành bông tuyết, không chút lưu tình chui vào Viên Tất Nhiên thân thể. Hắn thân thể tại chỗ hóa là lỗ máu, lại là sát huyết hàn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Dĩnh, còn chưa khạc ra một chữ cuối cùng, trực tiếp ngã xuống, rơi vào trong vũng máu. Hắn đến chết cũng không nghĩ ra. Giết chết hắn lại là hắn từ vừa mới bắt đầu liền coi nhẹ người phụ nữ. Mấu chốt hàn khí này và thình lình lực lượng, chỉ có một loại có thể. Sát huyết hàn thể. Ngụy Dĩnh thấy đối phương ngã xuống, thở ra một hơi, trong mắt khôi phục tự nhiên. Nàng xoay người nhìn về phía Diệp Thần, mới vừa muốn nói cái gì, một cổ cường đại mệt mỏi ý tấn công tới. Trong cơ thể sát huyết hàn thể bùng nổ một kích này. Căn bản không phải bây giờ Ngụy Dĩnh có thể chịu đựng. Nàng ngay tức thì sắc mặt ảm đạm, sau đó, hướng Diệp Thần ái mộ đi. Nhìn Ngụy Dĩnh ngã xuống, Diệp Thần vội vàng đưa tay ra đem Ngụy Dĩnh đỡ, sau đó trực tiếp đem Ngụy Dĩnh bế công chúa. Mới vừa rồi một kích này, hắn rất rõ ràng, là Ngụy Dĩnh trong cơ thể sát huyết hàn thể. Giờ phút này Ngụy Dĩnh trên cổ vậy đạo phách huyền thạch đã vỡ vụn mấy phần. Cho ta một gian phòng yên tĩnh. Diệp Thần đối với Lý Gia Thành nói. Lý Gia Thành cái này mới phản ứng được, vội vàng hướng một cái đi về phía, Diệp tiên sinh, mời theo ta tới. Không lâu lắm, Lý Gia Thành mang Diệp Thần đi tới một nơi Lý Gia phòng tu luyện. Hoàn cảnh yên lặng, mấu chốt Lý Gia biệt thự như vậy chấn động, không chút nào chịu ảnh hưởng. Diệp tiên sinh, có cần hay không ta mời tốt nhất bác sĩ tới đây? Diệp Thần lắc đầu một cái, không cần. Sau đó, cửa phòng tu luyện trực tiếp khép lại. Hắn đem Ngụy Dĩnh đặt lên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt Ngụy Dĩnh, trong lòng có chút đau lòng ý. Mặc dù Viên Tất Nhiên một kích kia không nhất định sẽ giết mình, nhưng là Ngụy Dĩnh ra tay nhưng giải quyết rất nhiều không cần thiết vấn đề. Đây đã là Ngụy Dĩnh lần thứ ba giúp mình. Một lần là kinh thành đại học sư phạm Mây và Hồ, một lần là kinh thành Lâm gia. Lần này nhưng là giá phải trả càng là to lớn. Sát huyết hàn thể cưỡng ép chiếm đoạt Ngụy Dĩnh thân thể, đây quả thực là một người vô cùng bưng. Cái này nha đầu làm sao như vậy ngu? Diệp Thần không do dự nữa, trực tiếp từ luân hồi mộ địa lấy ra một ít thảo dược, đan điền chân khí hỏa hoãn mấy phần, hắn đem lá cỏ hơi ném đi, chân khí bọc, những thảo dược kia ngay tức thì co rúc lại, ánh sáng lượn lờ, mấy giọt màu xanh chất lỏng trôi lơ lửng ở lòng bàn tay của hắn. Diệp Thần dẫn dắt loại chất lỏng này chảy vào Ngụy Dĩnh bờ môi bây giờ. Mấy giây sau đó, Ngụy Dĩnh sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Nhưng là vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Diệp Thần lấy ra mấy cây ngân châm, vận chuyển chân khí tại ngân châm trên, sau đó đột nhiên bắn ra. Âm, SP, mắt xem thì phải chạm được Ngụy Dĩnh thân thể, quanh thân của nàng dùng mình tấn công tới, tựa như bị một mảnh mảnh bông tuyết bọc. Ngân châm căn bản không thi triển được. Xem ra cái này sát huyết hàn thể bản năng là Ngụy Dĩnh chống đỡ hết thảy nguy hiểm. Diệp Thần lẩm bẩm nói, sau đó thân thể huyết long xông ra, bàn bỏ qua ở Ngụy Dĩnh trên thân hình. Nếu là sát huyết, chỉ có dùng giống nhau sát huyết tới áp chế.
Ngụy Dĩnh trên người khí băng hàn đảo mắt biến mất. Thấy một màn này, Diệp Thần trong tay lại xuất hiện mấy cây ngân châm đồng loạt bắn ra, rơi vào Ngụy Dĩnh trên thân hình. Ngân châm không ngừng run rẩy, phát ra thanh thúy tiếng. Không chỉ như vậy, Diệp Thần còn chỉ điểm một chút ở Ngụy Dĩnh trên ấn đường, trong cơ thể hồi phục bộ phận chân khí liên tục không ngừng hội tụ tại Ngụy Dĩnh trong cơ thể. Không lâu lắm, Ngụy Dĩnh đột nhiên rên rỉ mấy tiếng, rồi sau đó mở mắt ra. Trong suốt mắt to nhìn Diệp Thần, kinh ngạc nói, Diệp Thần, ta tại sao lại ở chỗ này, mới vừa rồi tên kia. Tên kia chết, chúng ta không có chuyện gì, chỉ bất quá trên mình ngươi bị thương, mấy ngày nay cần nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp theo ta sẽ đưa ngươi đi Hồng Kông một chỗ, cùng hết thảy sự việc giải quyết, ta tự nhiên sẽ tới đón ngươi. Từ Ngụy Dĩnh phản ứng tới xem, mới vừa rồi sát huyết hàn thể sự việc nàng hẳn không có trí nhớ. Như vậy thứ nhất cũng tốt. Diệp Thần dự định mang nàng tới Hồng Kông ám điện đi một chuyến, ngày mai núi Giang đạo sự việc, chỉ có thể hắn một người đi. Ngụy Dĩnh ngẩn ra, mặc dù nàng rất muốn giúp Diệp Thần bận bịu, nhưng là bây giờ mình thực lực chỉ có thể giúp qua loa, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể gật đầu một cái, cũng tốt, nhưng là trong hai ngày, ngươi phải từ núi Giang đạo xuống, nếu không ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm ngươi. Được. Một tiếng sau đó, Diệp Thần liền có liên lạc Hồng Kông ám điện người. Đem Ngụy Dĩnh tạm thời giao cho đám người này chiếu cố. Mà hắn thì trở lại khách sạn, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Trận chiến này, hắn lĩnh ngộ mấy phần, đối với tu luyện rất có ích lợi. Hắn quanh thân còn quấn vô số hồng quang cực kỳ chói mắt, trong cơ thể long ngâm từng cơn. Chính là bây giờ, quanh thân khí thế ổn định leo lên, Diệp Thần trong lòng không khỏi được hưng phấn lên. Lấy thiên địa chánh khí. Lọc sạch tâm linh, lấy thiên địa linh khí, cường hóa tự thân. Rào 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 rào. Bên trong đan điền, chân khí lăn lộn. Từng cổ một năng lượng, như núi hồng bộc phát, hóa là thiên quân vạn mã, lưu xoay người mỗi một xó xỉnh, đuổi trong cơ thể tạp chất, cường hóa quanh thân gân mạch. Hô hô hô. Gió lạnh gào thét. Khách sạn bên trong, không biết lúc nào nhấc lên một hồi lớn gió. Trời đất bên ngoài linh khí đều mặc thấu thủy tinh hướng Diệp Thần tới. Không chỉ như vậy, đỉnh đầu đá màu đen ở giữa long mạch khí vậy cuồn cuộn không ngừng tới. Theo vậy từng cổ một đậm đà vô cùng linh khí và long mạch khí ngưng tụ, dung nhập vào Diệp Thần trong cơ thể, Diệp Thần khí thế lần nữa tăng vọt. Điên cuồng tu luyện, điên cuồng thu nạp. Giờ khắc này, nếu là có người tại chỗ, thậm chí có thể thấy, từng cổ một linh khí nồng nặc. Tựa như hóa là thật thế chấp, bị Diệp Thần nạp vào bên trong cơ thể. Hắn muốn ngưng tụ trạng thái tột cùng nhất, bước lên núi Giang Đạo. Cùng lúc đó, núi Giang Đạo, khoáng đạt đền trong. Đây là hoa lệ chia nhỏ. Đêm đã khuya. Phương Chấn Nghiệp cầm đầu người bảo vệ trận doanh, 8 người trao mày, mỗi một người trên mặt đều là tràn đầy bất đồng tâm trạng. Kinh hãi. Kinh ngạc. Điên cuồng. Bởi vì ngay tại mấy giờ trước, rời đi núi Giang đạo viên tất nhiên chết. Sinh mạng ngọc bài vỡ vụn, hóa là một đống bột. Đó chính là chết. Chẳng ai nghĩ tới viên tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Mấu chốt vẫn là ra loại chuyện này. Lấy lý ra thực lực, căn bản không ngăn cản được viên tất nhiên. Lão Phương, lão viên chết, chẳng lẽ Hồng Kông Lý gia có cao thủ cường đại chấn giữ? Một vị ông già cũng không nhìn được nữa như vậy tức giận. Mở miệng nói. Tất cả ánh mắt cũng hướng Phương Chấn Nghiệp nhìn lại. Đối với không biết, bọn họ trong lòng chỉ có sợ hãi. Yên tĩnh nhất thời, Phương Chấn Nghiệp lên tiếng, nếu như là Hồng Kông những cao thủ khác, đó là tốt nhất, ta chỉ sợ giết chết lão viên chính là thằng nhóc kia. Không thể nào, thằng nhóc kia chỉ bất quá ly hợp cảnh mà thôi, huống chi, kinh thành đài võ đạo sự việc chúng ta lòng biết rõ. Thằng nhóc kia mặc dù có thể chém chết một vị hoa hạ người bảo vệ, hoàn toàn là cậy vào một vị lớn có thể để lại cho kiếm hắn quyết. Loại này kiếm quyết là cực kỳ hiếm hoi tồn tại, ta phỏng đoán thằng nhóc này chỉ có một đạo mà thôi. Một vị hoa hạ người bảo vệ phản bác. Phương Chấn Nghiệp rơi vào trầm tư, bất kể như thế nào, ngày mai mọi người không thể xem thường, chúng ta bây giờ có 8 người, ngoài ra trận doanh vậy 10 lão gia có thể đều không phải là dễ chiêu tồn tại. Mặc dù ta dùng linh bảo thu mua mấy người, nhưng là chỉ sợ đám người kia trở quẻ. Còn nữa,
Theo trước mắt thế cục này, thằng nhóc kia ngày mai tất nhiên bước lên núi Giang Đạo, hôm nay chúng ta 8 người đi suốt đêm bày trận. Phương Chấn Nghiệp đứng lên, cẩn thận đến trình độ cao nhất. Lão Phương, ta không nghe lầm chứ, chúng ta nhiều người như vậy đối với thằng nhóc kia, lại vẫn muốn bày trận chơi âm. Cũng quá xem nhẹ cao xem thằng nhóc kia đi, một cái ông già diễn cảm có chút không đúng. Bọn họ đều là đức cao vọng trọng hạng người, như vậy khi dễ một người trẻ tuổi, bọn họ cảm giác trên mặt không ánh sáng à. Dưới mắt không lo được nhiều như vậy, mấy ngày nay ta xem bói liền mấy quẻ, quái tượng không rõ, không biết lành dữ, vẫn cẩn thận là hơn. Còn nữa, nếu như người này thật bị chúng ta gặp phải, bỏ mặc lý do gì, trực tiếp động thủ chém chết. Chậm thì xanh biến. Còn lại 7 người nghe được Phương Chấn Nghiệp như vậy lời nói, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. 8 vị hoa hạ cao cấp cường giả lại muốn sợ hãi như vậy một cái 20 tuổi người tuổi trẻ. Cái này mẹ hắn là chuyện gì à? Cho dù bọn họ trong lòng có chút ý kiến, nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Thành phố Bắc Kinh, rạng sáng một chút. Yên tĩnh. Mấy cái mới vừa ăn xong bữa ăn khuya có chút say khướt người đàn ông nghênh ngang ở kinh thành Thu Thủy đường phố đi qua. Ta cảm thấy ta còn có thể uống một ít, ta không có say. Cho ta rượu, ta còn có thể vào 10 bình. Một cái bị hai người đỡ người say đưa tay ra lẩm bẩm nói. Lão Tưởng, người cũng ói ba trở về, còn không có say. Mau mau mau, ta mang người trở về phòng ngủ, thất tình liền uống ít chút, cũ không đi mới không đến. Một cái mang mắt kính, gương mặt ửng đỏ thanh niên khuyên nhủ. Ta thật không có say, ta bây giờ liền bầu trời sao trời cũng có thể đếm thanh, không tin, ta. Cái đó người say ngẩng đầu lên, mới vừa muốn nói chuyện, một giây kế tiếp, thân thể cứng ngắc, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời. Sau đó hắn thân thể run lên, sau lưng hoàn toàn ướt đẫm, trong mắt trợn to tới cực điểm. Bởi vì trên bầu trời lại có một đạo người quần áo trắng bóng. Một người đàn ông hai tay chắp sau lưng, áo dài trắng lâng lâng, tựa như tiên tôn. Hắn sau lưng có một cái to lớn cái hộp kiếm. Mà dưới chân hắn lại đạp một chuôi to lớn phi kiếm. Trời ạ, con mẹ nó! Thần tiên, ta thấy thần tiên! Người say kinh hô, lại là đưa ngón tay ra trước thương khung. Còn lại đồng bạn căn bản không có để ý tới, cười một tiếng, còn nói không uống nhiều, ảo giác cũng xuất hiện, lần sau đừng như vậy. Các người mau xem à, thật mẹ hắn thần tiên, người nọ còn ngự kiếm bay tiên, trời ạ. Người say sợ trực tiếp quỳ xuống đất. Mấy người còn lại cảm giác được không đúng, rối rít ngẩng đầu lên. Mơ hồ bây giờ, bọn họ thấy một đạo người quần áo trắng bóng thoáng qua, tốc độ cực nhanh. Cái này, đây là máy bay đi. Thấy một màn quỷ dị này, tất cả mọi người dưới chân mềm nhũn, đồng loạt quỳ xuống. Mấy phút sau đó, đạp phi kiếm bóng người xuất hiện ở kinh thành đại học sư phạm giáo viên nhà trọ lầu chót. Chính là từ Côn Lôn hư trở về vạn đạo kiếm tôn Trần Thiên Lê. Bởi vì lúc đi ra, vừa vặn gặp phải Côn Lôn hư một nơi bí cảnh mở, hắn liền đi một chuyến, cho Diệp Thần mang về một ít thứ. Thời khắc này hắn nhắm mắt lại, linh thức lan truyền ngàn dặm. Mấy giây sau đó, hai tròng mắt mở ra, lẩm bẩm nói, ừ. Thằng nhóc này lại có thể không ở kinh thành, căn cứ hơi thở phương hướng, hẳn đi đông nam dọc theo biển đất. Xem ra ta còn muốn nhiều đi một chuyến, căn cứ quái tượng trong, thằng nhóc này dường như ở đông nam dọc theo biển có một nơi lành giữ chi quẻ, ta phải mau chút chạy tới, ta Trần Thiên Lê đệ tử cũng không phải là người khác có thể khi dễ, dù là thiên đạo muốn động, vậy đừng hòng. Dứt lời, Trần Thiên Lê ngón tay bóp quyết, quanh thân bộc phát ra cực mạnh hơi thở. Trực tiếp hướng hoa hạ đông nam đất đi. Mấy giờ sau, Diệp Thần từ khách sạn trong tu luyện tỉnh lại, đỉnh đầu hắn huyết long hư ảnh đã chui vào hắn thân thể. Hắn đứng lên, hoạt động thân thể một chút, liền chú ý đến Lý Gia Thành lại đang ngoài cửa chờ. Đường đường Hồng Kông nhà giàu nhất như vậy thận trọng chờ đợi một người, cũng để cho không ít người tò mò mấy phần. Diệp Thần mở ra cửa phòng, Lý Gia Thành đục ngầu con ngươi lóe lên một tia ánh sáng. Vội vàng cung kính nói, Diệp tiên sinh, ngài cuối cùng tỉnh. Ngươi đợi rất lâu rồi, Viên Tất Nhiên đã chết, ngươi còn muốn theo ta đi núi Giang Đạo sao? Diệp Thần nói, dẫu sao giết Viên Tất Nhiên mới là Lý Gia Thành mục đích cuối cùng.
Lý Gia Thành lắc đầu một cái, ta đi núi Giang Đạo, vốn chính là hướng về phía tên kia đi, bây giờ tên kia đã chết, ta trong lòng oán niệm tự nhiên chặn, núi Giang Đạo không đi cũng được, huống chi coi như ta đi, đối mặt vậy Hoa Hạ người bảo vệ, ta cũng không có bất kỳ ngăn trở quyền lực. Ngày hôm nay ta tới là cố ý là Diệp Tiên Sinh đưa một kiểu đồ, ta cảm thấy Diệp Tiên Sinh hẳn cần. Diệp Thần tới tò mò, thứ gì? Lý Gia Thành chỉ gian nhà, Diệp Thần ngay tức thì công khai, người theo để ta đi. Tiến vào gian nhà, Lý Gia Thành lấy ra một cái phong cách cổ xưa cái hộp, thận trọng đưa cho Diệp Thần, Diệp Tiên Sinh, vật này ta vẫn không có và ngươi nói, nhưng thật ra là có một ít tư tâm, đây là tòa kia dưới đất cổ thành moi ra. Các người giúp ta báo thủ giết cha, vật này coi như là cảm ơn Diệp Tiên Sinh. Mặc dù không biết vật này lai lịch, nhưng là ta có thể cảm giác được trong này hàm chứa cực lớn giá trị. Diệp Thần nhận lấy phong cách cổ xưa cái hộp, trực tiếp mở ra, một khối dịch thấu trong suốt ngọc thạch hiện lên trước mắt. Ngọc thạch toàn thể có chìa khóa trạng, linh khí từ chìa khóa trong chảy ra. Không chỉ như vậy. Diệp Thần thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể bổn mạng linh phù lại có thể khẽ run. Rất rõ ràng, vật này bên trong phong ấn một đạo linh phù. Hơn nữa phẩm cấp không thấp. Diệp Tiên Sinh, phía trên này hình vẽ và chữ viết, ta để cho chuyên gia điều tra qua, nhưng là không có bất kỳ kết quả gì. Hoa Hạ võ đạo giới không có bất kỳ phương diện này tin tức, nhưng là duy nhất có thể xác định chính là, vật này và vậy bích họa có rất lớn liên quan. Vậy dưới đất cổ thành bích họa vốn chỉ là một tòa trống không vách tường, nhưng là làm chìa khóa ra đời, vách tường trên hiện ra dị tượng, hình ảnh hiện ra, những thứ này là ta ngày hôm qua cất giữ, xin Diệp Tiên Sinh thứ lỗi. Diệp Thần không nhìn ra ngọc thạch chìa khóa lai lịch cụ thể, liền đem ngọc thạch chìa khóa ném vào luân hồi mộ địa. Mỗi một người đều có mình bí mật, ta. Đây là hoa lệ chia nhỏ. Hiểu. Lý Gia Thành thở ra một hơi. Sau đó liền nói, Diệp Tiên Sinh, ta để cho khách sạn chuẩn bị một ít bữa ăn sáng, ăn xong ta liền tự mình để cho người lái xe đưa ngươi đi núi Giang Đạo. Cũng tốt. Một tiếng sau, núi Giang Đạo. Diệp Thần đi tới núi Giang Đạo chân núi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hôm nay thượng cổ hộ linh trận cường đại hơn thêm. Hộ linh trận trong càng là có từng đạo sát ý lạnh như băng. Một khi xông vào, chớp mắt bây giờ liền là hóa là một đạo xương máu. Bất kể là thực lực gì cường giả. Diệp Thần sử dụng Lý Gia Thành cho hắn vậy đạo ngọc bài, cơ hồ ngay tức thì một đạo ánh sáng bao quanh, Diệp Thần một bước bước vào. Núi Giang Đạo linh khí cường đại xông vào mũi. Đồng thời, Diệp Thần có thể cảm giác được rõ rệt một cổ đến từ huyết mạch lực lượng thật giống như náo động. Hắn nhìn về phía đỉnh núi, con người híp lại, xem ra. Ban đầu Gia Gia thật dẫn ta tới qua nơi đây, phỏng đoán phải cùng thân thể ta huyết mạch có chút quan hệ. Gia Gia tại sao phải một mực gạt phụ mẫu? Hắn rốt cuộc đang bảo vệ cái gì? Còn nữa, Diệp Gia và Luân Hồi Mộ Địa rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Như vậy nghịch thiên vật, tại sao hết lần này tới lần khác lựa chọn hắn? Luân Hồi Mộ Địa mộ chủ cơ hồ nắm trong tay trăm vị thượng cổ đại năng, người bất kỳ đạt được, cũng có thể chúa tể vạn vật. Hắn có thể ngắn ngủi nửa năm thành là Hoa Hạ tông sư bảng người thứ nhất, chính là bởi vì Luân Hồi Mộ Địa. Mà đỉnh núi phương hướng, tựa như biểu thị sương mù dày đặc cuối cùng sẽ tiêu tán. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần trong tay sử dụng Trảm Long kiếm, quanh thân linh khí bọc, hướng đỉnh núi cấp tốc lao đi. Ngay tại Diệp Thần biến mất không bao lâu, một cái tay cầm bầu rượu ông già từ trong bóng tối đi ra. Hắn uống một hớp rượu. Nhìn Diệp Thần phương hướng, cười một tiếng, lão gia cháu trai ngày hôm nay sợ là phải khuấy loạn Hoa Hạ vậy bàn cờ, có ý tứ, thật biết điều. Chỉ bất quá, có một số việc cũng không đơn giản như vậy, lực một người dung chuyển thiên cổ chi cục, sợ là giữ nhiều lành ít. Dứt lời, thân ảnh già nua hoàn toàn biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua. Núi Giang Đạo, trên đỉnh núi. Một nơi to lớn đất bằng phẳng liên miên trăm mét. Trung ương càng là có một tòa hình dáng cổ quái đình. Trong đình có một cái to lớn cái bàn tròn chi trên có khắc cổ xưa phạm văn. Mà cái bàn tròn chung quanh nhưng là có 20 cái ghế đá. Đây cũng là 20 vị Hoa Hạ người bảo vệ hội nghị bàn tròn đất. Lục tục có người hướng đình đi tới, những người này trên mình tản ra cực kỳ ưu việt hơi thở, hai tay chắp sau lưng.
một người trong đó chính là Bao Bồi Dân. Bao Bồi Dân vào ngồi, thấy chung quanh người còn không có tề, liền nhìn một cái cửa vào phương hướng. Hắn trên mặt có chút lo lắng, luôn cảm giác có không tốt sự việc muốn phát sinh. Thằng nhóc kia hẳn không phá nổi cái này thượng cổ hộ linh trận đi, nếu như người này hôm nay thật lên núi, vậy cũng có thể chính là có đi mà không có về. Hắn duy nhất có thể làm chính là cho thằng nhóc này tranh thủ một tia mạng sống cơ hội. Bao Bồi Dân bên cạnh Vạn Lão phát giác cái gì, cười lạnh nói, Lão Bao, ngươi không biết cho rằng thằng nhóc kia sẽ lên đây đi, nghĩ gì vậy, ta thừa nhận thằng nhóc kia dị bẩm thiên phú, nhưng là đây chính là núi Giang Đạo, trận pháp đã hoàn toàn khởi động, hôm nay nếu như có người xông vào, dĩ nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thằng nhóc kia nếu như thức thời vụ nói, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Bao Bồi Dân gật đầu một cái, sau đó một vị mặt đầy râu bạc, ăn mặc lam bào ông già ngồi xuống. 20 cái ghế đá trong đó có 2 cái là đặc thù màu sắc ký hiệu. Phân biệt thuộc về 2 cái trận doanh quyền lợi người. Một cái trong đó là Phương Chấn Nghiệp, còn như một người khác chính là Bao Bồi Dân chỗ trận doanh người mạnh nhất Tôn Miểu. Nếu quả thật muốn ở võ đạo giới hạng, bỏ mặc chỗ tối lực lượng vẫn là chỗ sáng, Tôn Miểu tuyệt đối có tư cách thành là hoa hạ cao cấp một trong lực lượng. Tôn Lão, Bao Bồi Dân, Vạn Lão cùng với mấy người còn lại rối rít chắp tay chào hỏi, thái độ mang vẻ tôn kính. Tôn Miểu gật đầu một cái, mở ra trên bàn bày văn kiện. Trên văn kiện có Diệp Thần tấm ảnh cùng với tất cả tin tức cụ thể. Tầm mắt nhìn lướt qua, vậy Thương Long con người híp lại, Phương Chấn Nghiệp nói thằng nhóc kia chính là người này. Có ý tứ, hoa hạ nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện tài năng kinh diễm, nếu quả thật bóp chết vậy thì có chút đáng tiếc. Bao Bồi Dân vừa nghe, con người vui mừng, hắn đoạn này thời gian tiếp xúc không ít hoa hạ người bảo vệ, liền là muốn lôi kéo đối phương. Chỉ cần những người này phản đối Phương Chấn Nghiệp đề nghị, đến lúc đó hội nghị bàn tròn kết quả tự nhiên đối với Diệp Thần không có uy hiếp. Nhưng là trước mắt không ít người cầm ngắm nhìn trạng thái, chỉ có một số ít và hắn quan hệ coi như không tệ người nguyện ý phản đối. Nếu như trước mắt Tôn Miểu đứng ở phản đối Phương Chấn Nghiệp một phương, vậy đối với Diệp Thần mà nói là lớn cát à. Tôn Lão, người này ta tiếp xúc qua, không chỉ thân trong lòng thiên phú tài. Làm người vậy coi như không tệ, Phương Chấn Nghiệp hoàn toàn là bịa đặt hoàn toàn. Bao Bồi Dân nghiêm túc nói. À, Tôn Miểu nhìn một cái Bao Bồi Dân, bịa đặt hoàn toàn. Ngươi cảm thấy trên người người này có đại tài, cũng hoặc là người này có thể thành là hoa hạ vác đỉnh người. Bao Bồi Dân do dự mấy giây, nghĩa tránh ngôn từ nói, Tôn Lão, chúng ta đều già rồi, sau này hoa hạ võ đạo giới dẫu sao vẫn là người tuổi trẻ thiên hạ. Người trẻ tuổi này, ta không dám bảo đảm sẽ trở thành là hoa hạ vác đỉnh người. Nhưng là hắn nếu như đều không thể thành là, toàn bộ hoa hạ không có bất kỳ một người trẻ tuổi có cái này tư cách. Vô luận như thế nào, hắn phải thừa dịp hội nghị bắt đầu trước thuyết phục trước mặt cái cụ già này. Cái cụ già này ý kiến cực kỳ mấu chốt. Ngay tại lúc này, Bao Bồi Dân sau lưng cách đó không xa một đạo tiếng hừ lạnh vang khắp. Bao Bồi Dân, người thành tựu hoa hạ người bảo vệ. Chẳng lẽ liền mang theo như vậy chủ quan tâm trạng ngồi ở chỗ này? Nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người theo bản năng hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp Phương Chấn Nghiệp mang 7 vị hoa hạ người bảo vệ hướng bên này tới. Bất quá Phương Chấn Nghiệp trên mặt giờ phút này tràn đầy vẻ giận. 8 người vào ngồi, Phương Chấn Nghiệp liền ngồi ở Tôn Miểu bên người. 18 cái chỗ ngồi cũng đủ. 2 cái vị trí trống không, phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Phương Chấn Nghiệp nhìn về phía bên cạnh Tôn Miểu, mở miệng nói, Lão Phương, người này cái gì làm người, đang ngồi đại đa số người đều biết, từ hắn đi tới hoa hạ sau đó, giết bao nhiêu người, lại diệt nhiều ít gia tộc. Người này sát tâm rất nặng, cuồng ngông vô biên, loại này tiểu tử nếu như không chém chết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn vừa nói bên nhìn về phía Tôn Miểu, muốn biết hắn ý tưởng, nhưng trên mặt của đối phương cũng không nhìn ra bất kỳ tâm trạng. Hắn chỉ có thể tiếp tục nói, thằng nhóc này thậm chí liền hoa hạ người bảo vệ cũng không coi vào đâu, loại người này không giết, toàn thiên hạ người cũng biết xem chúng ta hoa hạ người bảo vệ cười nhạo. Nếu như lại cho người này trưởng thành tiếp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí đối với chúng ta cũng biết tạo thành nguy hiểm, ta nói những thứ này cũng không là buồn lo vô cớ. Bao Bồi Dân,
Đừng lấy là ta không biết, ngươi và vậy Diệp Thần có chút giao tình, mấy ngày trước lại là ở Hồng Kông một nơi quán trà tự mình gặp mặt, ai biết ngươi có hay không bị đối phương chỗ tốt đâu. Ta có thể nghe nói trên người người này có thật nhiều bảo bối. Phương Chấn Nghiệp tới một cái, liền ném ra mấy câu nói này, nhất thời để cho tại chỗ Hoa Hạ người bảo vệ sắc mặt tụ đổi. Bao Bồi Dân hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ ở bàn đá trên. Phương Chấn Nghiệp, người có ý gì? Ta chỉ bất quá đứng ở ta nên có góc độ lên. Không giống người thị phi điên đảo, vì ham muốn cá nhân, vận dụng Hoa Hạ người bảo vệ hội nghị bàn tròn, người có gì giáp tâm? Phương Chấn Nghiệp vừa định nói gì nữa, Tôn Miểu đưa tay ra, ngồi một cái yên lặng ký hiệu. Sau đó, Tôn Miểu nhìn về phía Phương Chấn Nghiệp, lẩm bẩm nói, ta biết có một vị Hoa Hạ người bảo vệ bị giết, bây giờ thời gian xong hết rồi, làm sao mới 18 vị? Viên tất nhiên đâu, nếu như không tới nữa, chúng ta liền muốn bắt đầu. Phương Chấn Nghiệp nghe được câu này, dừng lại, sau đó âm lãnh nói, hôm qua, Viên tất nhiên đi Hồng Kông, bất ngờ bị người chém chết. Căn cứ ta điều tra, Viên tất nhiên rất có thể bị vậy Diệp Thần vận dụng thủ đoạn nào đó giết. Ngắn ngủi một tháng, hai vị Hoa Hạ người bảo vệ đều bị chém chết, người này chưa trừ diệt, chúng ta 18 người cũng gặp nguy hiểm à. Lần này hội nghị bàn tròn theo chúng ta 18 người. Mọi người nhìn làm đi, người này nếu như chưa trừ diệt, lại trưởng thành tiếp, coi trời bằng vung. Toàn bộ Hoa Hạ ai có thể ngăn cản thằng nhóc này? Lời này vừa nói ra, cả thế giới đều yên lặng. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Viên tất nhiên cũng sẽ chết, lúc này mới bao lâu, giết liền hai vị Hoa Hạ người bảo vệ, mấu chốt Viên tất nhiên thực lực xa không phải trước vị kia có thể coi như nhau à. Tất cả mọi người thời gian đầu tiên không tin, nhưng là Phương Chấn Nghiệp căn bản không có thể cầm một vị Hoa Hạ người bảo vệ sinh mạng làm trò đùa. Bao Bồi Dân diễn cảm cũng là tụ đổi, hắn rõ ràng Diệp Thần, cũng biết Diệp Thần thực lực, giết Viên tất nhiên. Điều này sao có thể? Hắn trực tiếp đứng lên, Phương Chấn Nghiệp, người dùng có thể cái từ ngữ này, cũng chính là người chưa có xác định, người đem tội danh áp đặt ở trên người một người, có thể hay không quá mức. Phương Chấn Nghiệp lấy ra một phần văn kiện, sau đó hướng Bao Bồi Dân quang tới, đây là Hồng Kông Lý ra một ít tấm ảnh, từ tấm ảnh biểu hiện, Viên tất nhiên xảy ra chuyện thời điểm, chỉ có 4 người tại chỗ, Lý gia phụ tử thực lực, chúng ta lòng biết rõ, không thể nào chém chết Viên tất nhiên, cái cô gái đó càng không thể nào, duy nhất có thể chính là cái này Diệp Thần. Bao Bồi Dân, người còn muốn vùng vẫy mấy lần, người khắp nơi che chở Diệp Thần, ta thật là tò mò, người rốt cuộc đứng ở lập trường gì. Ai cũng được vậy Diệp Thần vẫn là người ở bên ngoài con riêng không được. Bao Bồi Dân nghe được câu này, khí không đánh vừa ra tới, chợt vỗ về phía bàn. Bót! Phương Chấn Nghiệp, người nói gì vậy? Ta không phải giúp Diệp Thần, chỉ bất quá không ưa người thủ đoạn mà thôi. Hoa Hạ người bảo vệ là vì bảo vệ Hoa Hạ, mà không phải là người giết người công cụ. Còn nữa, người rõ ràng có thực lực có thể chém chết Diệp Thần, tại sao không chủ động đi giết? Mượn lần này hội nghị bàn tròn, có phải hay không muốn đem mọi người chúng ta kéo xuống nước? Diệp Thần thực lực như vậy nghịch thiên, ta không tin sau lưng hắn không có tông môn cường đại, các loại dấu hiệu bề ngoài, người phải chăng sợ hãi Diệp Thần sau lưng tông môn. Bao Bồi Dân đã quyết tâm muốn đảm bảo Diệp Thần. Hắn đã không quan tâm và Phương Chấn Nghiệp xé rách mặt. Người sống một hơi, cây chanh một bản ra. Nhất thời, toàn bộ hội nghị bàn tròn nổ tung nồi. Tất cả mọi người đều nhìn Phương Chấn Nghiệp và Bao Bồi Dân tranh chấp. Bọn họ vốn là đối với vậy Diệp Thần không quá coi trọng, bây giờ nhìn lại cái này Diệp Thần viễn không có nghĩ giống ở giữa đơn giản như vậy. Phương Chấn Nghiệp mới vừa muốn đứng lên nói gì, một mực yên lặng Tôn Miểu lên tiếng, ta tin tưởng đang ngồi đối với chuyện này đã đều biết, trên bàn văn kiện cũng nói cụ thể đi qua. Diệp Thần chém chết hai vị Hoa Hạ người bảo vệ sự việc, hẳn là chứng cớ xác thật, duy nhất tồn tại vấn đề chính là động cơ, người có tự vệ tâm. Cái này Diệp Thần cũng không ngoại lệ, nếu như hắn là vì bảo vệ mình ra tay chém chết Hoa Hạ người bảo vệ, hết thảy cũng nói đã qua. Là đúng hay sai, chắc hẳn mọi người chú ý trong đã có câu trả lời. Không cần tranh cãi nữa cái gì, Phương Chấn Nghiệp cùng với Bao Bồi Dân, người hai người chúng ta cuối cùng nói một câu đi, sau đó trực tiếp bỏ phiếu là được, lại như thế tranh hạ đi, không biết lúc nào là một đầu.
Tôn Miểu nói để cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Bao Bồi Dân nhìn một cái Phương Chấn Nghiệp, lạnh lùng nói, thứ nhất, kinh thành cục võ đạo đánh một trận, là vị kia Hoa Hạ người bảo vệ vi phạm quy tắc ở phía trước. Chứng cớ xác thật, đáng chết. Thứ hai, Viên Tất Nhiên chết, tồn tại rất nhiều điểm khả nghi, cái này thời gian điểm rời đi núi Giang Đạo, có thể chỉ có Phương Chấn Nghiệp trong lòng biết tại sao. Ta cảm thấy Diệp Thần xử lý không có bất kỳ vấn đề. Lại cho Diệp Thần mấy năm thành thời gian dài, hắn hoàn toàn có tư cách ngồi lên chúng ta bây giờ vị trí. Ta lời nói xong. Bao Bồi Dân trực tiếp ngồi xuống, hắn thấy mấy người đồng bạn đã ở gật đầu, thở ra một hơi. Chỉ cần có 9 người đồng ý, Phương Chấn Nghiệp cũng chưa có bất kỳ cơ hội. Phương Chấn Nghiệp ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ngoài miệng phát họa nụ cười tự tin, ta không có lời gì phải nói, ta chỉ có một yêu cầu, không chỉ vậy Diệp Thần phải chết. Người bên cạnh hắn cũng không thể lưu, bao gồm phụ mẫu nàng, bằng hữu và hắn thế lực. Những người này nếu như không chém chết, nói không chừng muốn không được bao lâu, lại sẽ có cái thứ hai Diệp Thần. Chém cỏ muốn trừ tận gốc. Phương Chấn Nghiệp khóe miệng xuất hiện tàn nhẫn cực kỳ nụ cười. Tôn Miểu gặp hai người nói xong, mở miệng nói, mọi người bỏ phiếu đi, quy củ cũ, giúp đỡ chém chết Diệp Thần đè xuống nút màu đỏ. Người phản đối đè xuống trước mặt nút ấn màu xanh lá cây. Cùng trong chốc lát, 16 đạo đèn xanh lóe lên. Trừ Tôn Miểu và Bao Bồi Dân không có đè nút ấn xuống, cơ hồ tất cả mọi người đều giúp đỡ chém chết Diệp Thần. Bao Bồi Dân bối rối, hắn phát hiện mấy ngày nay đáp ứng và hắn cùng nhau giúp đỡ Diệp Thần người tất cả đều biến sắc mặt. Những người đó biến sắc mặt hắn có lẽ còn có thể hiểu, nhưng là bên cạnh Vạn Lão lại cũng là giúp đỡ chém chết Diệp Thần. Vạn Lão nhưng mà hắn Bao Bồi Dân bản thân à. Bây giờ ngược lại nhưng gài bẫy mình. Vạn Lão tự nhiên chú ý tới Bao Bồi Dân ánh mắt, mở miệng nói, có lỗi với, lần này, ta đứng Phương Chấn Nghiệp, cái này Diệp Thần trên mình tràn đầy không xác định tính, cho dù người này sau này có thể thành tựu phi phàm, nhưng là thành tựu và nguy hại so sánh, chênh lệch quá xa. Nếu như không chém chết Diệp Thần, Hoa Hạ người bảo vệ cũng không thể an ninh, ta cái này cũng là vì ngươi tốt. Bao Bồi Dân tức giận không được. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể sẽ có người phản bội hắn. Hắn bản muốn trợ giúp Diệp Thần cứu vãn hết thảy, bây giờ nhìn lại, căn bản không có thể. Dù là hắn và Tôn Miểu cũng đầu phiếu phản đối, thì có ích lợi gì? Phương Chấn Nghiệp cười, hắn trên mặt mang một bức nắm chắc phần thắng nụ cười. Bao Bồi Dân, hội nghị bàn tròn đã kết thúc, người không cách nào ngăn cản. Cái này Diệp Thần bản đáng chết. Đây là tất cả mọi người ý kiến, người không lời có thể nói. Đã như vậy, chúng ta chia nhau hành động, ta dẫn người đi chém chết Diệp Thần, mấy người còn lại xóa đi cái này Diệp Thần người bên người. Theo ta biết, Hồng Kông có một người cô gái kêu Ngụy Dĩnh, và người này quan hệ mật thiết, kinh thành còn có mấy cái người phụ nữ bao gồm mẹ hắn Giang Dung, toàn bộ tru diệt. Không chừa một mống. Phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể kéo. Lời nói lạnh như băng vang khắp, thời khắc này Phương Chấn Nghiệp thật giống như chấp trưởng hết thảy. Tôn Miểu nhíu mày một cái, hắn cảm giác Phương Chấn Nghiệp phương thức xử lý có hơi quá, nhưng là có một số việc đã thành định cục, hắn muốn ngăn cản cũng không khả năng. Vậy Diệp Thần sống chết và hắn không liên quan, Hoa Hạ thiên tài không thiếu, nhưng là không biết thu liễm mình mũi nhọn thiên tài, coi như hôm nay không chết, sau này cũng sẽ chết. Phương Chấn Nghiệp chỉ bất quá đem Diệp Thần chết trước thời hạn mà thôi. Hắn vậy không cần bất kỳ thương hại. Liền tại tất cả Hoa Hạ người bảo vệ đứng lên, chuẩn bị rời đi lúc đó, một cái cả người là máu thanh niên vào tới. Không xong, có người giết đi lên. Phương Chấn Nghiệp con người bỗng nhiên co rúm một cái, năm ngón tay ngưng tụ lực lượng trực tiếp đem người thanh niên kia chộp vào lòng bàn tay, lại là chất vấn, ngươi nói gì? Ai giết đi lên? Diệp, người thanh niên kia lời nói còn chưa nói hết, một chuôi lạnh như băng kiếm lạnh lẽo trực tiếp phá vỡ chân trời, mang cường đại đợt khí đụng vào hắn trên mình. Trực tiếp xuyên thủng. Phương Chấn Nghiệp sắc mặt đại biến. Cái này người thanh niên là thủ hạ hắn, ai có thể nghĩ tới lại có người dám ở núi Giang Đạo, lại là ngay trước hắn mặt người giết hắn. Không chỉ Phương Chấn Nghiệp biến sắc mặt, tất cả mọi người diễn cảm đều không đúng. Ngay tại lúc này, từng đạo tiếng bước chân từ đàng xa từ từ truyền tới. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Dần dần,
một đạo lãnh ngạo bóng người xuất hiện ở tất cả hoa hạ người bảo vệ trước mặt. Thanh niên tay cầm dính đầy máu tươi trường kiếm, quanh thân huyết sát phun trào, tròng mắt lạnh như băng hết sức. Chính là Diệp Thần. Thấy Diệp Thần xuất hiện ở núi Giang Đạo, Bao Bồi Dân Diễn cảm thay đổi. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần thật sẽ giết tới cửa. Đây không phải là chịu chết sao? Những người này đang muốn đi tìm hắn à? Tôn Miểu tròng mắt híp lại, khóe môi nhếch lên vẻ kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được Diệp Thần trên người sát ý. Người này rốt cuộc giết bao nhiêu người, mới có loại sát khí này? Chẳng lẽ người này đi sát lục chi đạo? Nếu quả thật là như vậy, giết cũng không oan uổng. Dẫu sao loại này bước lên sát lục chi đạo tồn tại, rất ít có đối với hoa hạ có cống hiến to lớn. Có chút cực đoan người, càng là trở thành ma. Diệp Thần bước chân rốt cuộc dừng lại, lạnh lùng nhìn phía xa Phương Chấn Nghiệp, mở miệng nói, đây vốn là người ta ân oán giữa, tại sao liền người vô tội vậy không buông tha? Hắn mới vừa rồi ở cách đó không xa tự nhiên nghe được Phương Chấn Nghiệp nói tiếng nói. Cũng biết cái này cái gọi là hội nghị bàn tròn kết cục. Một đám cao cao tại thượng tồn tại, tùy tùy tiện tiện một buổi họp là có thể chúa tể sinh mệnh người khác. Đám người này thật là hoa hạ người bảo vệ. Toàn mẹ hắn ở bảo vệ mình lợi ích. Diệp Thần thật nổi giận. Hắn biết lần này giữ nhiều lành ít, nhưng là vô luận như thế nào, trận chiến này cũng không cách nào tránh khỏi. Hắn trạng thái đã điều chỉnh đến trạng thái tột cùng. Trong cơ thể huyết long tựa như lập tức muốn lao ra trong cơ thể. Không chỉ như vậy, phá thiên kiếm ý kiếm thứ ba, hắn tối hôm qua ở luân hồi mộ địa thí nghiệm mấy phần. Ở bổn mạng linh phù và huyết long đồng thời mở lúc đó, uống nhiều đan dược, kiếm thứ ba, hắn đủ để chịu đựng. Đây không phải là hắn lớn nhất lá bài tẩy, hắn lớn nhất lá bài tẩy là phát hiện luân hồi mộ địa đang không ngừng chấn động. Hắn có thể cảm giác được vạn đạo kiếm tôn Trần Thiên Lê và hắn càng ngày càng gần. Sau lưng hắn không có đại năng. Vạn đạo kiếm tôn đủ để nghiền ép hết thảy. Phương Chấn Nghiệp nhìn Diệp Thần, trong lòng vui mừng. Đi mòn gót giày thì không tìm được tới toàn không uổng thời gian. Thằng nhóc, ta đây là không nghĩ tới người thật sẽ bước lên núi Giang Đạo, tốt. Tốt vô cùng, như vậy cũng tiết kiệm ta tự mình đi tìm ngươi. Sau ngày hôm nay... Nơi đây chính là ngươi táng thân chỗ. Diệp Thần con ngươi hiện lên lạnh, Trảm Long kiếm còn nhỏ máu loáng, hắn quanh thân sát khí càng ngày càng thịnh, lại là mở miệng nói, Lâm Tuyệt Long bọn họ ở đâu? Còn nữa, ta phụ thân ở đâu? Phương Chấn Nghiệp dư quang nhìn một cái sau lưng mấy vị khác hoa hạ người bảo vệ, tự nhiên sẽ không thừa nhận. Ta không hiểu ngươi nói gì. Diệp Thần biết sẽ là câu trả lời này, bất kể như thế nào. Có chút câu trả lời chỉ có rất miễn cưỡng dùng quả đấm đập đi ra. Hắn không muốn lại nói nhảm nhiều, trực tiếp hướng Phương Chấn Nghiệp xông ra ngoài. Quanh thân gió lớn cuộn sạch, sát ý ngút trời. Mắt xem thì phải chạm được Phương Chấn Nghiệp, một đạo thân ảnh đã chắn Diệp Thần trước mặt. Chính là Bao Bồi Dân. Diệp Thần tự nhiên nhận được Bao Bồi Dân, lạnh lùng nói, chẳng lẽ liền ngươi vậy muốn ngăn cản ta? Bao Bồi Dân lắc đầu một cái. Ngược lại đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, ở trong chuyện này ta không có giúp ngươi bất kỳ bận bịu, bây giờ ta duy nhất có thể làm chính là giúp ngươi kéo Phương Chấn Nghiệp và những người khác, ngươi không phải bọn họ đối thủ, ngươi thật không nên bước lên núi Giang Đạo. Bây giờ ngươi nhanh lên rời đi, ta chống đỡ không được quá lâu. Dứt lời, Bao Bồi Dân rút ra một chuôi kiếm lạnh lẽo, khí thế phóng thích mở, trường kiếm nhắm thẳng vào Phương Chấn Nghiệp, Phương Chấn Nghiệp. Coi như tất cả mọi người đều đứng ở ngươi bên này, ta quyết định vẫn sẽ không đổi. Phương Chấn Nghiệp lạnh lùng cười, Bao Bồi Dân, ta đã sớm nhìn ra ngươi có vấn đề, bây giờ nhìn lại, ngươi liền hội nghị bàn tròn kết quả cũng dám cãi lại, nhất định chính là tự tìm cái chết. Thật lấy là ngươi thành tựu hoa hạ người bảo vệ, chúng ta cũng không dám động ngươi sao. Bao Bồi Dân con ngươi lộ ra kiên định, hắn coi trọng Diệp Thần. Nhưng là bây giờ được là chẳng qua là vì mình nội tâm mà thôi. Càng đối với hoa hạ người bảo vệ cứu chuộc. Hoa hạ người bảo vệ sớm thì không phải là ngàn năm trước cũng hoặc là trăm năm trước tồn tại. Mình đầy thương tích. Nếu như hắn lại vi phạm nội tâm, vậy hoa hạ người bảo vệ cũng không có cần thiết tồn tại. Xa xa Tôn Miểu nhìn trước mắt một màn, không nói gì, mặc dù Bao Bồi Dân thuộc về hắn trận doanh, nhưng là Bao Bồi Dân phạm vào kiêng kỵ. Hội nghị bàn tròn quyết định,
bất kỳ Hoa Hạ người bảo vệ đều không thể ngăn trở. Người vi phạm đuổi ra khỏi Hoa Hạ người bảo vệ thang đội. Mấu chốt, hắn thật không nghĩ ra, bao bồi dân vì một cái thằng nhóc chưa dứt sữa tại sao biết cái này sao làm. Phương Chấn Nghiệp trong tay cũng là xuất hiện một chuôi trường đao, hắn nhìn về phía bên người hai vị người bảo vệ, phân phó nói các người bắt lại Diệp Thần, ta đi giải quyết bao bồi dân. Được. Vậy hai vị Hoa Hạ người bảo vệ con ngươi lộ ra một tia sát ý, sau đó hóa là tàn ảnh, cấp tốc hướng Diệp Thần đi. Đồng thời, Phương Chấn Nghiệp tay cầm đại đao, trong mắt sâu hàn, hướng bao bồi dân đi, bao bồi dân, ngươi vi phạm hội nghị bàn tròn, ta giết ngươi, tất cả mọi người đều sẽ không có ý kiến. Vừa vặn ta lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi. Bao bồi dân nhìn một cái vào tới ba người, con ngươi có giúp một cái, đối với Diệp Thần nói, thằng nhóc. Ngươi đi trước. Hôm nay là Hoa Hạ người bảo vệ có lỗi với ngươi, ta có thể là ngươi tranh thủ 3 phút. Cái này 3 phút ngươi nhanh lên xuống núi, nghĩ biện pháp rời đi Hoa Hạ. Nói xong, hắn liền lại nữa quản Diệp Thần, đầu tiên là hướng vậy vọt tới hai vị Hoa Hạ người bảo vệ đi. Hắn bây giờ duy nhất may mắn chính là còn dư lại tất cả mọi người đều ở xem cuộc chiến, không có ra tay. Đối phó 3 người, hắn miễn cưỡng có thể kéo mấy phần. Cho ta ngừng. Bao bồi dân tiếng giống giận chính giữa, một bước bước ngang qua ra. Oanh! Đơn trưởng đánh ra, trưởng gió bung ra, một cái thực chất vậy trưởng ấn ngưng tụ ra, như mặt trời chói chan hạ xuống, hướng hai người nghiền ép đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn động kiếm. Bởi vì một khi động kiếm, sự tình kia liền hướng cực đoan phương hướng đi. Nhìn dấu tay kia nghiền ép thế. Vậy hai vị chuẩn bị đối phó Diệp Thần Hoa Hạ người bảo vệ khóe miệng lộ ra thị huyết cười nhạt. Bước cờ này ngươi đi nhầm. Hai người kia trực tiếp hai quyền đập ra. Oanh! Hư ảnh thoáng qua, một hồi quyền gió nổ tung. Như tinh thần hạ xuống, ở dấu tay kia đánh vào bọn họ trên người một khắc trước, quyền kia gió tập kích bất ngờ tới. Cường hãn hơi thở chính giữa, quyền kia ảnh cùng trưởng ấn hung hãn đụng vào nhau. Như núi lở đất mòn. Kịch liệt tiếng nổ chính giữa, vô tận gió lớn hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch đi. Cả vùng mơ hồ chấn động. Đây cũng là cường giả lực lượng chân chính. Núi Giang đạo đỉnh núi lại là xuất hiện từng đạo vết rách, chung quanh mấy viên cây lớn ầm ầm sụp đổ. Cường đại kinh khí cuộn sạch mở. Bao bồi dân thân thể lui về sau dòng dã hai bước, huyết khí dâng trào. Mà còn lại hai người cũng là lui lại mấy bước, lại là trợn to hai mắt. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, cái này bao bồi dân lại có như thực lực này. Giờ phút này, bọn họ cảm giác được rõ rệt hai quả đấm tê liệt, cảm thụ xông lên vào bên trong cơ thể vậy một cổ hơi thở bá đạo, nhìn lấy thế lôi đình xuất hiện ở trước mặt mình, đỡ được mình một kích bao bồi dân, hai người mặt đầy hoảng sợ. Cái này bao bồi dân lại có thể đột phá. Bao bồi dân một bước bước ra, đối với hai người kia nói, ta không muốn sẽ ra tay. Dẫu sao chúng ta đều là Hoa Hạ người bảo vệ. Hai người kia do dự mấy phần, nếu như bao bồi dân đột phá đến cái cảnh giới kia, hắn hai người chúng ta căn bản không có ngăn trở ý. Ngay tại lúc này, Phương Chấn Nghiệp tay cầm đại đao, trực tiếp hướng bao bồi dân đi. Đại đao múa, khí thế ầm ầm bùng nổ. Chẳng qua là trong một cái chớp mắt này, Phương Chấn Nghiệp trong mắt ý định giết người bạo khởi, quanh thân khí thế phun ra. Hắn rốt cuộc đối với mình thực lực, không còn chút nào nữa giấu giếm. Sắc bén lóe lên, một đạo đao kỹ đã thi triển ra. Vậy một đạo hàn quang, mau đến mức tận cùng, phá vỡ thương khung, tựa như tới từ địa ngục, mang chết kêu gọi. Cho dù ngươi đột phá thì như thế nào, ngươi như ngăn trở, hỏi trước một chút ta đao có đồng ý hay không. Phương Chấn Nghiệp gầm thét tiếng vang khắp thiên địa. Còn dư lại những cái kia Hoa Hạ người bảo vệ đều ngơ ngẩn, tuyệt đối không nghĩ tới Phương Chấn Nghiệp lại đối với bao bồi dân nổi lên sát tâm. Bao bồi dân vậy không do dự, hắn dư quang nhìn lướt qua sau lưng Diệp Thần, gặp đối phương còn không có động tiếng, tức giận nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Ta chống đỡ không được quá lâu. Diệp Thần trong lòng thật ra thì có chút cảm kích bao bồi dân đứng ra giúp mình, nhưng là hắn sẽ không đi. Hắn mục đích tới nơi này chính là Phương Chấn Nghiệp, hắn đã không có lựa chọn. Bao tiền bối, chuyện này do ta dạy, liền do ta tới kết thúc, người không cần là ta xuất thủ như thế.
Bao Bồi Dân không để ý tới cái gì, bởi vì Phương Chấn Nghiệp đại đao đã rơi xuống, tay hắn cầm trường kiếm, đầu gối cong, thân thể ầm ầm bay lên không 5 mét cao. Sau đó, chân khí ngưng tụ vào trường kiếm trong. Kiếm quang lóe lên, quanh thân chân khí phun ra. Thiên Lôi kiếm ý. Đây là Bao Bồi Dân thành danh kiếm ý, mặc dù không tính là cao cấp kiếm kỹ, nhưng là đủ để cường hóa hắn thực lực. Phương Chấn Nghiệp ra tay, hắn không dám chút nào xem thường. Từng đạo thực chất vậy kiếm khí ngưng tụ thành hình, hóa là đầy trời mưa kiếm. Khoảnh khắc bây giờ, như mưa to gió dữ hướng Phương Chấn Nghiệp cuộn sạch đi. Đinh đinh đinh. Từng trận tiếng va chạm giòn giã một khắc sau nổ tung. Đầy trời kiếm khí, kiếm quang lóe lên, gió lạnh cuộn sạch, cỏ cây đứt từng khúc. Thân hình lóe lên, lấy vậy một mảnh mảnh kiếm khí làm trung tâm, giờ khắc này, Bao Bồi Dân cùng Phương Chấn Nghiệp giao chiến chu vi mấy chục mét, hóa là một mảnh phế tích. Rất hiển nhiên, hai người thực lực sai biệt không lớn. Bao Bồi Dân, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Đáng tiếc, ngươi không biết một chuyện, không chỉ ngươi một người đột phá. Phương Chấn Nghiệp thanh âm đột nhiên vang khắp, một giây kế tiếp, quanh thân khí thế phóng thích mở. Một đao trực tiếp chém xuống. Một màn kia quang, tựa như đem thiên địa chia làm hai. Ác liệt đao khí, phát ra nhọn tiếng vang, như tử thần kêu gọi. Gió lớn cuốn lên, mưa gió biến sắc. Thấy một màn này, những cái kia hoa hạ người bảo vệ hơi biến sắc mặt. Ai có thể nghĩ tới Phương Chấn Nghiệp lại có thể vậy đột phá. Trước đây lại vẫn ẩn núp quả thực lực. Nếu quả thật là như vậy, Bao Bồi Dân căn bản không có một địch thực lực à. Hống. Tựa như bây giờ, ở đầy trời đao gió chính giữa, cái này một đao rơi xuống, giống như cự thú hạ xuống, mang theo người thế lôi đình, hàm chứa Phương Chấn Nghiệp cực mạnh một kích. Không chỉ như vậy, còn lại hai vị hoa hạ người bảo vệ vậy kịp phản ứng, hướng Bao Bồi Dân đi. Cường đại đợt khí lăn lộn. Kinh khủng sát ý dưới, Bao Bồi Dân quanh thân quần áo tấc tấc vỡ vụn. Ở đó vô cùng vô tận kiếm khí dưới, quanh thân cũng không biết bị vạch ra bao nhiêu vết thương. Máu tươi đỏ thấm, ở vậy đao quang kiếm ảnh chính giữa, lại là lộ vẻ được phá lệ yêu dị. To lớn nguy cơ rốt cuộc cuốn tới, chết hơi thở, tràn ngập tới. Bành! Bao Bồi Dân ứng đối ba người, căn bản không có phần thắng. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề nện ở 10 mét ra ngoài địa phương. Trong miệng lại là khạc da đỏ bừng máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Gạo ánh sáng, cũng dám và nhật nguyệt tranh huy. Không biết tự lượng sức mình. Phương Chấn Nghiệp hoàn toàn nổi lên sát tâm. Hắn không gấp trước giết Diệp Thần. Cái này Bao Bồi Dân hắn đã sớm không ưa, giết liền giết. Trước hết giết Bao Bồi Dân, sau đó sẽ giết Diệp Thần. Thanh âm lạnh như băng rơi xuống. Hai vị hoa hạ người bảo vệ kiếm trong tay quang xé không khí, lại là hướng Bao Bồi Dân đi. Bao Bồi Dân uống một viên đan dược, chợt đứng lên, nhưng là vậy hai vị hoa hạ người bảo vệ đã xuất hiện. Kiếm ý không chút lưu tình rơi xuống. Bao Bồi Dân vừa định phản kích, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Diệp Thần. Xem ra hoa hạ người bảo vệ thật đúng là thích lấy nhiều ăn hiếp ít, đã như vậy, tính ta một người. Diệp Thần thanh âm đạm mạc vang khắp, sau đó tràn đầy máu tươi trảm long kiếm trực tiếp cuộn sạch đi. Diệp Thần, ngươi, Bao Bồi Dân mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần đã hướng hai người phóng tới. Hắn trong lòng lộp bộp một tiếng. Vậy hai vị hoa hạ người bảo vệ mặc dù không mạnh, nhưng cũng không phải là hắn cảnh giới này có thể ngăn cản à. Hắn mới vừa muốn ra tay, chỉ gặp Diệp Thần lòng bàn tay kiếm quang thoáng qua. Xé cái này một mảnh bầu trời. Khí thế kinh khủng bung ra, hàn mang che trời xây. Một kiếm này tựa như để cho vô số linh khí hướng kiếm trong tay hắn hội tụ đi. Không chỉ như vậy, Diệp Thần thân hình tựa như biến mất ở giữa thiên địa, một kiếm này, đã bị Diệp Thần thi triển đến trình độ cao nhất. Vậy hai vị hoa hạ người bảo vệ hiển nhiên bối rối. Cổ quái như vậy kiếm kỹ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Mấu chốt thằng nhóc này làm sao đột nhiên biến mất, giống như yên lặng ở kiếm ý trong. Không chỉ như vậy, khí thế kia căn bản không phải ly hợp cảnh à. Điều này sao có thể? Theo Diệp Thần đạo kiếm quang này bung ra, sắc mặt vốn là nghiêm nghị hai vị hoa hạ người bảo vệ, ngay tức thì con người co rúc lại,
lộ ra thần sắc hoảng sợ. Khó tin, thật là cường đại. Khí thế, thật là khủng khiếp tốc độ, tốt kiếm sắc bén phong. Trường kiếm chưa đến, chẳng qua là một màn kia xuyên thấu không gian kiếm quang, liền để cho người cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây rốt cuộc là kiếm chiêu gì? Hoa Hạ vẫn còn có loại này kiếm kỹ. Cho dù có, cũng không nên là một cái tới tuổi 20 ly hợp cảnh thi triển ra à. Giờ khắc này, đứng hai vị Hoa Hạ người bảo vệ, trong lòng khó hiểu run rẩy. Đây là một loại đối với không biết sợ hãi. Hắn đánh hơi được chết hơi thở, hắn cảm thấy tử thần kêu gọi. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng ở hai người bên tai vang khắp, ta nếu đã giết hai vị Hoa Hạ người bảo vệ, không ngại giết nhiều hai vị. Dứt lời, kiếm ý dậy. Cuồng bạo thêm lạnh như băng lực lượng xuyên thấu tới. Hai người lúc này mới ý thức được mình khinh địch, máu tươi thúc dục phát, cưỡng ép tăng lên thực lực, bọn họ kiếm vào giờ khắc này cũng giống như toát ra vô tận ánh sáng, sau đó hướng mới vừa rồi thanh âm ngọn nguồn chém tới. Đinh! Thanh thúy tiếng vang khắp, hai người kiếm trực tiếp văng tung tóe thành mảnh vỡ. Không chỉ như vậy, một cổ dễ như bỡn lực lượng đụng tới. Bọn họ trên người quần áo toàn thân xé nát. Thân thể rất miễn cưỡng lui về sau 6 bước. Huyết khí dâng trào. Một người trong đó lại là không chịu nổi, tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Sau đó, bọn họ phát hiện Diệp Thần đã vững vàng đứng ở trước người bọn họ, ánh mắt hờ hững, hơi thở dốc. Trên mình thả ra cường đại giết hại khí. Một kiếm dưới, Diệp Thần lại đem bọn họ bức lui. Một màn này, rung động tất cả mọi người. Tôn Miểu và những cái kia đứng xem Hoa Hạ người bảo vệ, hai tròng mắt đều là hoảng sợ. Có mấy người lại là há to miệng, con người đều là sợ hãi. Như vậy kiếm kỹ, tuyệt không phải Hoa Hạ. Bực này kiếm kỹ coi như đặt ở Côn Lôn hư vậy có thể nói là cao cấp. Tôn Miểu lẩm bẩm nói, trong mắt hắn tràn ngập tò mò, thậm chí giờ khắc này, hắn trong mắt có chút nóng như lửa. Bất kỳ một người nào tu kiếm người, ai không muốn nắm trong tay loại này mạnh mẽ kiếm kỹ. Vật này ở Diệp Thần trên mình chẳng qua là phí của trời. Mà giờ khắc này, Diệp Thần ăn vào một viên đan dược, lần nữa xông ra ngoài. Hắn như một đầu đói 3 ngày chó sói, trong mắt là đỏ thắm. Dường như muốn cắn giết hết thảy. Hắn thực lực không ngừng leo lên, tối ngày hôm qua hắn cố ý luyện chế một nhóm ngừng ý đan. Ngắn thời gian có thể cường hóa mình thực lực. Phải đối mặt nhóm người này lão yêu quái, hắn dưới mắt thực lực, căn bản không đủ. Phải thời khắc đem mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cấp. Hắn đầu gối cong, hai chân đạp mặt đất xuất hiện to lớn lõm xuống, sau đó, đột nhiên phóng thích, lần nữa hướng hai người kia phóng tới. Không thể có bất kỳ dừng lại và thở dốc. Đinh! Theo một tiếng hừ lạnh, Diệp Thần khí thế bùng nổ đến cực hạn. Tiếng rơi, kiếm chí. Kiếm quang qua, thế giới yên tĩnh. Hai người kia hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị, đan điền chân khí bùng nổ, năm ngón tay nắm chặt, lại một thanh kiếm bay đến bọn họ trong tay. Sau đó, trường kiếm một chuyển, trực thủ Diệp Thần chỗ hiểm. Người này không giết, Hoa Hạ người bảo vệ tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ sinh mạng cũng không có bảo đảm. Bành! Vậy một tiếng va chạm giòn giã. Như hồng gõ chuông, truyền khắp 10 dặm. Oanh! Nhọn tiếng vang chính giữa, thế giới tựa như ngắn ngủi định cách, rồi sau đó đột nhiên bùng nổ. Đầy trời kiếm ý, vào giờ khắc này, tựa hồ cũng sau đó nổ tung. Phốc thử! Hai người kia từ hoảng sợ đến động lại rồi đến vặn vẹo. Bọn họ phát hiện cái này Diệp Thần thực lực lại càng ngày càng mạnh. Làm sao có thể? Một búng máu phun ra. Hai người ở đó tiếng nổ chính giữa, liền giống như đá lớn, bị đánh bay ra. Ông! Mơ hồ, có thể nghe được một hồi tiếng rên rỉ truyền tới, bọn họ trường kiếm trong tay ánh sáng toàn liếm, tựa hồ có thể thấy rậm rạp chẳng chịt kẽ hở lần vải trên đó. Một chiêu này kinh khủng giao phong, suýt nữa để cho binh khí kia lại hoàn toàn hủy diệt. Ở hai người đánh bay nháy mắt, Diệp Thần Thương Long huyễn thân quyết phun trào, trực thủ hai người chỗ hiểm. Hắn động sát tâm. Đi tới Hồng Kông, đã ẩn núp liền quá lâu tức giận. Hôm nay bùng nổ, để cho Diệp Thần cảm giác trước đó chưa từng có thoải mái. Toàn lực một chiêu giao phong,
phảng phất là kích phát núp ở thân thể chỗ sâu nhất sát lục chi đạo, Diệp Thần ống tay áo cuồng vũ. Sát ý ngút trời. Căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc, Diệp Thần thi triển ra phá thiên kiếm ý kiếm thứ nhất. Đan điền linh khí vào giờ khắc này hoàn toàn nổ, một hồi khẽ rên, ngay tức thì kiếm quang ngất trời. Một kiếm này quét ra, mau đến mức tận cùng, do như sấm phá vỡ chân trời. Diệp Thần trong cơ thể tiên máu sôi trào. Thân thể long ngâm từng cơn, huyết long tất cả lực lượng hướng kiếm ý hoành xông lên đi. Nháy mắt tức thì, đầy trời kiếm khí. Khí lạnh bức người. Cuốn lên gió lớn, giống như ác quỷ kêu khóc, nhiếp tâm hồn người. Bành! Một kiếm rơi xuống, tiếng nổ bỗng nhiên truyền tới. Kiếm khí thực chất, nhập vào cơ thể ra, Diệp Thần khí thế của cả người tựa như tăng lên một tầng thứ. Rầm 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 rầm. Kiếm ý vung ra, chia làm hai, hai phân là bốn, cuối cùng hóa là dù sao cũng kiếm quang. Kiếm quang thực chất, như vạn kiếm tới hướng, như gió táp mưa gào cuộn sạch xuống. Ý định giết người ngút trời. Đây là Diệp Thần đạo. Sát lục chi đạo. Không. Vậy hai cái hoa hạ người bảo vệ nhìn trước mắt hết thảy, hoảng sợ tê giống lên. Ly hợp cảnh. Cái này mẹ hắn là cái gì ly hợp cảnh? Hoàn toàn là chân nguyên cảnh trên à. Mấu chốt còn mẹ hắn là một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử trên mình thi triển. Không thể nào. Đây rốt cuộc là từ đâu tới lão yêu quái, nhất định là thực lực cực kỳ mạnh mẽ hạng người, lấy đặc biệt thủ đoạn che mắt mình phán đoán. Nếu không, tầm thường ly hợp cảnh võ giả, làm sao có thể bộc phát ra như vậy thế công? Con người cực hạn co rúm lại. Hai người trong mắt còn dư lại chỉ có vô tận tuyệt vọng. Đang gào thét tiếng chính giữa, hắn điều có thể làm, chính là tốn sức sau cùng khí lực, ngăn cản đi. Oanh! Sấm nổ tung! Ánh sáng lóe lên bây giờ, kiếm quang hung hăng đánh vào trên hai người. Chẳng qua là trong nháy mắt, ở đó tiếng nổ chính giữa, trường kiếm văng tung tóe, hóa là vô tận mảnh vỡ. Xì! Còn kẹp theo trầm thấp xuyên thấu tiếng. Như chút nào kèn hiệu thổi vang, ở đó xuyên thấu tiếng chính giữa, cả thế giới tựa như cũng ngừng lại. Một ngụm máu tươi, như khói hoa tách thả ra, biểu dương ra ngày tận thế sáng lạng. Kiếm ngươi làm sao có thể cũng như này lực lượng. Vậy hai vị hoa hạ người bảo vệ ánh mắt sức sống trực tiếp trôi qua, tựa như đã tiêu hao hết một miếng cuối cùng khí lực, hắn không cam lòng dò hỏi. Chết không nhắm mắt à. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng, kịch liệt thở dốc. Đồng thời lần nữa uống một viên đan dược. Các người lập ra quy tắc, cao cao tại thượng, nếu cái này quy tắc không thích hợp ta, vậy ta liền tự mình bể tan tành. Dứt lời, hai người kia lại vậy không có chút nào khí lực, trực tiếp ngã ở trong vũng máu. Yên tĩnh đến mức tận cùng. Hai vị hoa hạ người bảo vệ chết, trực tiếp để cho tất cả mọi người tại chỗ đầu óc trống rỗng. Mười mấy ngày thời gian, bốn vị hoa hạ người bảo vệ chết. Mấu chốt giờ phút này, bọn họ chính mắt nhìn thấy Diệp Thần ra tay chém giết hai vị à. Liền liền Phương Chấn Nghiệp và Bao Bồi Dân cũng là ngừng lại, hai người trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Ai cũng không nghĩ ra sẽ là cái kết quả này. Coi như vậy hai vị hoa hạ người bảo vệ thực lực không tính là mạnh nhất, vậy chưa đến nỗi hai người không địch lại một tên tiểu tử thúi à. Trời à! Phương Chấn Nghiệp sắc mặt hoàn toàn tối, kịp phản ứng. Đối với còn dư lại 5 người hô, giết hắn. Các người vừa động thủ một cái. Nói xong, vừa nhìn về phía Tôn Miểu, các người thật muốn ngồi yên không lý đến, người này nguy hiểm ngươi vậy đã nhìn ra. Tuyệt đối không thể lưu. Vốn cho là Tôn Miểu sẽ xuất thủ, nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn, Tôn Miểu lại có thể giả dạng làm không nghe được, căn bản không dự định động thủ. Chẳng lẽ người này muốn nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi? Phương Chấn Nghiệp sắc mặt lạnh xuống, bước ra một giọt máu tươi, ngón tay bóp quyết, ngưng trận. Mặt đất chấn động, lá rơi rối rít thổi lên. Bao Bồi Dân ngay tức thì cảm giác được không đúng, vội vàng hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, trận này là lục đạo tuyệt sát trận. 6 người lực, ở chỗ này trận lực lượng gấp bội, đám này tiểu nhân hèn hạ. Lời còn chưa nói hết, Tôn Miểu động, thoáng qua bây giờ xuất hiện ở Bao Bồi Dân sau lưng, một chỉ điểm ra. Bao Bồi Dân căn bản không nghĩ tới Tôn Miểu sẽ đối với tự mình ra tay,
hắn cảm giác từ toàn thân của mình thật giống như bị một cổ lực lượng khống chế. Nếu như không có bị thương, hắn có lẽ còn khả năng phá vỡ Tôn Miểu cái này thuật pháp, nhưng là bây giờ, hiển nhiên không thể nào. Tôn Miểu đỡ Bao Bồi Dân hướng đỉnh đi tới, không muốn lại u mê không ngộ, chúng ta đã tổn thất quá nhiều Hoa Hạ người bảo vệ, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, xin hãy tha lỗi. Ở Tôn Miểu trong mắt, hết thảy lấy đại cuộc làm trọng, nếu như hắn không mang theo Bao Bồi Dân đi ra, vậy Bao Bồi Dân hẳn phải chết. Hắn trận doanh tuyệt đối không thể lại ít người. Hơn nữa Diệp Thần trên người có quá nhiều không thể khống chế lực, người này giữ lại nguy hiểm quá lớn. Chém chết chưa chắc không phải một loại cao nhất phương thức xử lý. Bao Bồi Dân muốn vùng vẫy, nhưng là Vạn Lão và mấy người còn lại rối rít đè hắn xuống. Vạn Lão lại là nói, Lão Bao, thu tay lại đi, vì một cái hẳn phải chết người đắc tội những người khác, không đáng giá được. Bao Bồi Dân mới vừa muốn nói chuyện, Tôn Miểu lại nói, ta có thể hướng người bảo đảm, chúng ta sẽ đứng ở trung lập, không giúp người bất kỳ, còn như sống chết, liền xem thằng nhóc kia tạo hóa. Hắn tròng mắt nhìn bị sáu người vây quanh Diệp Thần, sống chết tựa như ở thời gian vừa niệm. Đừng nói Diệp Thần, coi như là hắn Tôn Miểu cũng không khả năng ở trong trận này sống sót. Diệp Thần tồn tại chạm tới một số người lợi ích, trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần trên người có đại cơ duyên và bí mật. Bí mật này cuối cùng chỉ biết rơi vào hắn Tôn Miểu trong tay. Giờ phút này, nhìn chung quanh sáu người, Diệp Thần thần sắc lạnh như băng. Cái này nhất định là giết hại Thịnh Yến. Phương Chấn Nghiệp và còn lại năm trên người phun trào ra cực mạnh tức giận. Bọn họ trong mắt tràn đầy tia máu. Diệp Thần, ngươi lại ba lần giết người ta, hôm nay, cái này lục đạo tuyệt sát trận, ta xem ngươi sống thế nào xuống. Còn nữa, cùng sau khi ngươi chết, ngươi vậy Hồng Kông bạn gái nhỏ, cùng với kinh thành mẫu thân, toàn đều phải chết. Đúng rồi, còn có ngươi phụ thân. Ngươi không phải muốn biết ngươi phụ thân tung tích sao, ngại quá, ta đã trước thời hạn đưa hắn đi xuống. Phương Chấn Nghiệp cười nhạt liền liền, hắn muốn làm chính là kích thích Diệp Thần tức giận. Tức giận người, thì sẽ không lý trí. Dĩ nhiên hắn đúng là thử nghiệm chém chết Diệp Thiên Chính qua, nhưng là chẳng biết tại sao, một cổ lực lượng vô hình thật giống như ngăn trở cái gì. Diệp Thiên Chính dưới mắt hắn căn bản không giết chết. Tự tìm cái chết. Ta quản ngươi trận pháp gì, phá vỡ chính là. Diệp Thần quanh thân bung ra, bên trong đan điền, vòng xoáy lao nhanh, vô tận chân khí, như thiên quân vạn mã rót vào xanh lơ trảm long kiếm bên trong. Hắn giả nua huyễn thần quyết phun trào, hướng sáu người đi. Sáu người trên mặt mang nụ cười, không biết sống chết. Gầm thét rơi xuống, sáu người quanh thân bùng nổ khí tức cường đại. Đợt khí bão táp, mặt đất chấn động. Toàn bộ đỉnh núi, tựa như đều phải sụp đổ. Sau đó sáu thanh trường kiếm cấp tốc xuyên thấu tới. Cái này sáu kiếm bất đồng thuộc tính, cuốn động mưa gió, hóa là vạn thú, gầm thét tới. Có một loại trời long đất lỡ thế. Bọn họ trong lòng rất rõ ràng, sáu người lực lại thêm trận pháp, muốn hoàn toàn tránh một kích này. Hiển nhiên đã không thể nào. Cảm thụ lăng liệt kiếm gió gào thét tới, đối mặt vậy lạnh như băng nguy hiểm. Diệp Thần sắc mặt không khỏi được ngưng trọng. Cái này trong sáu người bất kỳ một người, thực lực vượt xa mới vừa rồi hai người kia. Hắn không do dự nữa, lần nữa uống một viên đan dược. Đừng cho hắn nuốt đan dược. Phương Chấn Nghiệp một tiếng dày, một đạo phi tiêu phá không, trực tiếp xuyên thấu hắn đan dược trong tay. Đồng thời, vậy lục đạo kiếm ý hội tụ, càng tựa như trở thành một chuôi trăm trượng kiếm to, hướng Diệp Thần hoành phi tới. Diệp Thần không có ở đây lại phục đan dược, trảm long kiếm ngăn cản ở trước người. Bành! Kiếm to rơi xuống. Trảm long kiếm truyền tới cực mạnh chấn động, Diệp Thần hai chân ở một kích này dưới lõm sâu một mét. Đồng thời trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi. Vừa động thủ một cái. Sáu người trực tiếp hướng Diệp Thần tới. Diệp Thần không dám khinh thường chút nào, trảm long kiếm ngăn cản đi. Bóng kiếm đầy trời. Hắn do chủ động hóa là bị động. Bất kỳ một người nào đều là cực mạnh tồn tại. Đánh như thế nào? Bành! Đảo mắt bây giờ, mấy đạo sáng lạng lưu quang vạch qua, kiếm ý trên không trung va chạm. Như tinh thần đụng nhau, như nghìn quân giao phong. Vậy một tiếng nổ ầm, như núi lửa phun ra, dẫn động gió lớn, cuốn lên mưa gió.
Ken két ca. Kinh khủng lực lượng chống lại, kinh khủng lực phản chấn cắn trả, một chiêu giao phong, để cho Diệp Thần chỉ cảm thấy, tay mình cánh tay dường như muốn bị cái này trảm long kiếm lực phản chấn cho đứt đoạn. Trong cơ thể hắn máu tươi lăn lộn, suýt nữa chính là phun một ngụm máu tươi vẩy ra. Thân thể lại là không ngừng lui về phía sau. Vô cùng chật vật. Diệp Thần, người còn có lời gì muốn nói? Chính là con kiến hôi, bất quá có thể để cho chúng ta 6 người đồng thời đối với người ra tay, người vậy coi là chết được kỳ sở. Phương Chấn Nghiệp nổi giận gầm lên một tiếng, 6 người lần nữa hướng Diệp Thần đi. Lần này, 6 kiếm hơn nữa cường thế. Trận pháp càng làm cho bọn họ lực lượng lớn biên độ thăng hoa. Tôn Miểu và người còn lại nhìn trước mắt một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lúc nào Hoa Hạ người bảo vệ luân lạc tới cần lấy nhiều ăn hiếp ít. Mấu chốt thằng nhóc này quá nghịch thiên. Diệp Thần trên người quần áo đã thủng, thậm chí xuất hiện mấy dấu máu. Hắn kịch liệt thở dốc, đan điền chân khí còn dư lại không nhiều. Muốn ngưng tụ phá thiên kiếm ý kiếm thứ 3 là không thể nào. Hắn bây giờ trước mặt có thể thi triển kiếm thứ 2. Liều mạng. Mắt xem lục đạo kiếm ý hướng Diệp Thần chém chết tới. Huyết long, đi ra. Một cái huyết long trực tiếp lao ra Diệp Thần trong cơ thể. Lần này lại là hướng vậy Phương Chấn Nghiệp cầm đầu 6 vị Hoa Hạ người đi. 6 người kia căn bản không nghĩ ra, Diệp Thần trong cơ thể còn có vật này. Cường đại huyết long hơi thở phá vỡ hết thảy, xông ngang đánh thẳng đi. 6 thanh trường kiếm trực tiếp bị cuộn sạch mở ra. Có chút lại là trực tiếp gãy lìa. Huyết long, trở về. Diệp Thần tức giận rơi xuống, huyết long xông vào trảm long kiếm trong, đồng thời, Diệp Thần phá thiên kiếm ý kiếm thứ 2 trực tiếp rơi xuống. Ngôi sao vẫn lạc. Một kiếm còn chưa thi triển ra, Phương Chấn Nghiệp liền kịp phản ứng, vội vàng nói, tất cả mọi người bước ra máu tươi, ngưng tụ máu tươi. Dù sao cũng không nên để cho thằng nhóc này thi triển ra một kiếm này. Được. Ngay tức thì 6 đạo máu tươi bộc phát ra. Trên bầu trời lại vẫn vang dội một tiếng sấm. Đồng thời, Phương Chấn Nghiệp trong tay xuất hiện một cái mực đen kiếm to. Kiếm to vừa ra, tất cả binh khí toàn bộ chấn động. Dị tượng bùng nổ. Liên liên trảm long kiếm cũng giống vậy. Một cổ niễn áp chi lực bao trùm tới. Diệp Thần con người co giúp một cái, kinh hô trấn hồn kiếm. Bành! Một giây kế tiếp, trong tay hắn trảm long kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Hoàn toàn là bị cường đại linh kiếm ảnh hưởng. Chí cường linh kiếm vừa ra, vạn kiếm thần phục. Không có kiếm, hắn làm sao còn vận dụng phá thiên kiếm ý. Phương Chấn Nghiệp trên mặt xuất hiện một màn nụ cười. Ngón tay bóp quyết, 6 đạo máu tươi đồng loạt nện ở trên trấn hồn kiếm. Chết hơi thở, ngay tức thì đem Diệp Thần cuộn sạch. Hắn cả người giống như rơi xuống địa ngục. Đây là Diệp Thần chưa bao giờ gặp qua nguy cơ. Chấn hồn kiếm còn chưa bùng nổ, cường đại đợt khí liền dường như muốn đem Diệp Thần xé, mang đến từng cơn đau nhói. Hắn căn bản không nghĩ tới kiếm này lại như vậy khủng bố à. Thằng nhóc, có thể để cho ta sử dụng thanh kiếm này, người vậy coi là chết được kỳ sở. Chấn hồn kiếm dưới chân áp phong hồn. Ha ha! Đi! Chấn hồn kiếm ngay tức thì hướng Diệp Thần lao ra, trải qua đất xuất hiện một đạo to lớn rãnh. Cút! Nhìn trước mắt một màn, một tiếng gào thét, cặp mắt đỏ thẫm. Diệp Thần không cam lòng. Con đường đi tới này, mình chịu bao nhiêu khổ, bỏ ra nhiều ít mồ hôi mới có hôm nay thành tựu. Diệp Thần không muốn chết. Oanh! Lại cũng không đoái hoài được hết thảy, cửu thiên huyền dương quyết vận chuyển. Huyết long lao ra muốn hộ giá. Hừ, kiến càng hám cây, không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy Diệp Thần lại muốn ngăn cản, Phương Chấn Nghiệp khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười nhạt. Chấn hồn kiếm đã xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Ngay tức thì như khai sơn liệt địa. Phong vân biến ảo, mạnh mẽ đợt khí phun ra. Tại tất cả trong mắt người, Diệp Thần không thể nào có còn sống hy vọng. Đây là núi Giang đạo chí cường một kiếm. Người bất kỳ cũng không phá nổi. Ở bọn họ trong mắt, một giây kế tiếp kết quả tất nhiên là máu tươi phun ra, Diệp Thần thậm chí có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu tan vỡ. Xương máu ngay tức thì nhiễm đỏ cái này một mảnh thiên địa. Mắt xem chấn hồn kiếm muốn phá vỡ Diệp Thần thân thể. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên.
Chấn hồn kiếm dừng lại ở Diệp Thần một tấc đất. Không có tiến về trước, không có máu tươi. Chỉ như vậy yên lặng trôi lơ lửng. Thậm chí thật giống như chấn hồn kiếm đang tò mò nhìn trước mắt cái này người thanh niên. Phát một một chương nhắc nhở. Gần đây trang web bên TQ yêu cầu sửa đổi và lược giảm bộ phận nội dung, có chút chương tiết sẽ che giấu sau đó, sẽ có tỷ lệ nhất định đưa đến quyển sách này có loạn chương hoặc là nào đó chương lập lại. Mọi người nhớ thấy rõ ràng chương tiết tựa đề, ta sẽ đánh dấu một canh đến mấy càng, nếu như không đúng, hoặc là chương tiết lập lại, thanh trừ phần mềm chậm thích chữ hoặc lần nữa tăng thêm quyển sách, từ ngày hôm nay đổi mới canh thứ nhất bắt đầu xem, cũng có thể. Chấm. Giờ phút này, chẳng ai nghĩ tới chấn hồn kiếm lại có thể dừng lại. Chẳng lẽ không phải tại chỗ chém chết thằng nhóc thúi này sao? Phương Chấn Nghiệp chau mày, hắn dùng chấn hồn kiếm không biết giết nhiều ít cường giả, cơ hồ mỗi một lần đều là phá vỡ đối phương thân thể, hóa là xương máu. Bất kỳ ngăn trở cũng không có. Nếu không kiếm này cũng không khả năng thành tựu chấn sơn chi bảo. Nhưng là dưới mắt lại là chuyện gì? Lại đối với thằng nhóc này một chút dùng cũng không có. Chẳng lẽ là chân khí của mình và máu tươi dẫn dắt không đủ? Phương Chấn Nghiệp không do dự nữa, lần nữa bước ra một giọt máu tươi, bắn vào trên chấn hồn kiếm. Chấn hồn kiếm, ta lấy máu tươi làm chất dẫn, tru diệt người này. Lạnh như băng tức giận tiếng vang khắp thiên địa. Chấn hồn kiếm trên mình truyền tới một hồi vo ve tiếng. Huyết khí bùng nổ. Diệp Thần trước mặt đất lại là hướng bốn phương tám hướng nứt ra. Nhưng là, chấn hồn kiếm vẫn không có chém chết Diệp Thần. Giờ khắc này, Phương Chấn Nghiệp sắc mặt hoàn toàn tối. Cái này mẹ hắn cái gì phá kiếm, lại có thể thời khắc mấu chốt không nhạy. Tôn Miểu và Bao Bồi Dân diễn cảm cũng là lúc sáng lúc tối, bọn họ biết chấn hồn kiếm mạnh mẽ. Ban đầu Hoa Hạ biên giới có chút cường giả gây chuyện, Hoa Hạ rất nhiều người bảo vệ bó tay. Nhưng là vận dụng chấn hồn kiếm cùng với thuật pháp. Chém liên tục 6 vị chân nguyên cảnh người tu luyện. Thậm chí loại cường đại này tồn tại liền phản kháng tư cách cũng không có. Nhưng là giờ phút này tại sao chấn hồn kiếm không giết Diệp Thần? Tất cả mọi người trong lòng chỉ có nghi ngờ và kinh hãi. Mười mấy đạo ánh mắt đồng loạt bắn về phía Diệp Thần. Mà Diệp Thần giờ phút này nhưng là trong lòng tung lên mọi thứ sóng biển. Hắn có thể cảm giác được chấn hồn kiếm ở dò xét mình, thậm chí có một cổ cực mạnh uy áp bao trùm tới. Không chỉ như vậy, trong cơ thể hắn máu tươi tựa như sôi trào. Giống như thanh kiếm này và hắn trong sâu xa có liên quan nào đó. Chấn hồn kiếm, ban đầu luân hồi mộ địa thanh âm tựa hồ đề ra qua một lần, hơn nữa Gia Gia đã từng mang hắn bước vào Hồng Kông núi Giang Đạo, chẳng lẽ kiếm này phát hiện trên người ta huyết mạch? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Khả năng này là trước mắt duy nhất có thể giải thích, không do dự nữa, hắn đưa tay ra, muốn đụng chạm chấn hồn kiếm lúc đó, Phương Chấn Nghiệp và còn lại 5 người đã kịp phản ứng, hướng Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần, cái này chấn hồn kiếm nếu không giết ngươi, chỉ có ta tự mình động thủ. Tiếng giống giận chính giữa, Phương Chấn Nghiệp dựa vào chân khí trong cơ thể ngắn ngủi điên cuồng bùng nổ, đã tới Diệp Thần trước mặt. Không chút do dự, một chưởng vỗ ra. Một chưởng này, không khí tựa như đều phải bị hắn chưởng gió xé. Diệp Thần chỉ có thể dùng La Sát chưởng đánh ra. Bỗng nhiên bây giờ tóe ra tiếng va chạm, thanh thúy vô cùng, sóng âm đúng sự thật thế chấp vậy lan truyền ra. Oanh! Rồi sau đó, một cổ mãnh liệt hơn đợt khí lao nhanh, như thiên quân vạn mã cuộn sạch mà qua. Kinh khủng đợt khí chiếm đoạt hết thảy, hóa là nước lũ và mãnh thú hướng Diệp Thần trực tiếp cuộn sạch đi. Rất rõ ràng, một chưởng dưới, Diệp Thần căn bản không địch. Ở tuyệt đối thực lực nghiền ép trước mặt, ở nơi này chút tu luyện trăm năm lão yêu quái trước mặt, cường đại công pháp cũng không có quá nhiều chỗ dùng. Xì, bất ngờ không kịp đề phòng, ở đó đợt khí đánh vào chính giữa, Diệp Thần thân hình dừng lại, thần sắc bỗng nhiên tái nhợt. Vừa động thủ một cái, chém, nếu chấn hồn kiếm không giết ngươi, vậy ta liền tự mình mang nó tới giết ngươi. Phương Chấn Nghiệp năm ngón tay bắt treo lơ lửng trên không trung trên chấn hồn kiếm. Lực lượng bùng nổ. Chấn hồn kiếm trực tiếp bị hắn cầm chặt. Người bảo vệ giận dữ, chảy máu ngàn dặm. Người bảo vệ thành tựu Hoa Hạ mạnh nhất tồn tại, bọn họ lửa giận dưới,
sẽ mang đến mực nào hậu quả, có thể tưởng tượng được. Phương Chấn Nghiệp quanh thân sát khí bạo tăng, tóc trắng không gió mà động, quanh thân trường sam, bót bót vang dội. Hắn biết rõ Diệp Thần không thể lưu. Càng kéo dài liền càng nguy hiểm. Hắn phải lấy nhanh nhất tốc độ, chém chết Diệp Thần. Ông! Cả người chân khí khí, lại không cất giữ, toàn lực bùng nổ. Trong tay Trấn Hồn Kiếm, phát ra nhọn khẽ rên tiếng, ngay tức thì hồng quang như núi lửa phun ra, cưỡng ép áp chế hết thảy. Đạp đạp đạp, dưới chân sinh gió, liền đạp ba bước. Diệp Thần, ta Phương Chấn Nghiệp lấy Trấn Hồn Kiếm giết ngươi, coi như xuống đất, ngươi vậy đủ để thổi phồng. Nếu như có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể thật thà làm cái xúc sinh. Giết, dứt lời, rồi sau đó, mang đầy trời khí thế, Phương Chấn Nghiệp một kiếm này, lấy sấm thế, chạy thẳng tới bị hắn tỏa định Diệp Thần đi. Mũi nhọn tất hiện, ý định giết người tất lộ vẻ. Vào giờ phút này, Phương Chấn Nghiệp khí thế bừng bừng, như Thái Sơn áp đỉnh, để cho người nghẹt thở. Trong tay hắn Trấn Hồn Kiếm lại là tản ra vô tận hắc đỏ khí, chiếm đoạt hết thảy sức sống. Diệp Thần vậy không do dự, năm ngón tay nắm chặt kiếm tới. Hắn chợt uống mấy viên thuốc, quanh thân khí thế phóng thích mở. Phá Thiên Kiếm ý lần nữa sử dụng. Hướng Phương Chấn Nghiệp đi. Coi như bị thương, hắn cũng phải kéo Phương Chấn Nghiệp xuống nước. Phương Chấn Nghiệp thấy Diệp Thần lại còn ở phản kháng, cười lạnh một tiếng, chính là Phá Kiếm còn dám ở Trấn Hồn Kiếm trước mặt xấu hổ mất mặt. Phá! Hắn không để ý chút nào, trực tiếp hướng Diệp Thần thân thể chém tới. Nhưng là rất nhanh, Trấn Hồn Kiếm còn chưa chặt xuống, hắn phát hiện trong tay phảng phất có vô cùng vô tận trợ lực. Một cổ khí thế từ Trấn Hồn Kiếm trong bộc phát ra, để cho thiên địa biến sắc. Càng làm cho ông già vậy quanh thân khí huyết quay cuồng, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Trấn Hồn Kiếm không chỉ không có chém chết Diệp Thần, ngược lại đối với hắn tạo thành cắn trả. Giữa cuồng phong, Phương Chấn Nghiệp thân thể, giống như con diều đứt dây, trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Bành! Phương Chấn Nghiệp thân thể đập vào trên mặt đất, bụi đất tung bay, một đạo hố to bỗng nhiên mà thành. Chẳng ai nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Phương Chấn Nghiệp lại thua ở kiếm của mình hạ. Tại sao vậy Trấn Hồn Kiếm ngược lại tốt giống như giúp Diệp Thần? Phương Chấn Nghiệp ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động. Hắn đứng lên, con người đều là tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm thanh kia vẫn trôi lơ lửng ở giữa không trung Trấn Hồn Kiếm. Người con mẹ nó rốt cuộc đồ chơi gì, ai cho ngươi linh khí, ai cho ngươi tài nguyên. Ngươi không chấp nhận ta cũng được đi, người mẹ hắn lại vẫn dám động thủ tổn thương ta. Phương Chấn Nghiệp thật nổi giận. Không chỉ không có giết Diệp Thần, ngược lại còn bị kiếm của mình đùa bỡn. Đây rốt cuộc chuyện gì à? Đột nhiên, trôi lơ lửng Trấn Hồn Kiếm quanh thân thả ra một đạo hồng quang, một giây kế tiếp ý định giết người bùng nổ. Kiếm phong một chuyển, nhắm thẳng vào Phương Chấn Nghiệp. Phương Chấn Nghiệp kinh sợ. Vậy một cổ thực chất vậy ý định giết người, giống như mênh mông đại dương, để cho Phương Chấn Nghiệp sa vào trong đó. Quanh thân tựa như cứng ngắc. Cái này Trấn Hồn Kiếm, lại muốn giết hắn. Làm sao có thể? Chết! Giờ khắc này, chết hơi thở bao phủ, Phương Chấn Nghiệp chỉ cảm thấy rơi vào hầm băng chính giữa, quanh thân lạnh như băng, thống khổ khó khăn làm. Nếu không phải thân thể mạnh hơn người thường, nếu không phải mới vừa rồi thời khắc quan trọng nhất, quanh thân thả ra một cổ năng lượng bảo vệ mình, chỉ sợ hắn bây giờ, coi như là không chết, cũng đã rơi vào hôn mê. Vèo, một tiếng, Trấn Hồn Kiếm trực tiếp bắn ra, trực thủ Phương Chấn Nghiệp chỗ hiểm. Trời ạ! Linh Kiếm Thí Chủ! Cái này ở võ đạo giới thậm chí còn ở Côn Lôn Hư đều là vô cùng thiếu tồn tại sự việc à! Lại có thể thật xảy ra! Phương Chấn Nghiệp nhưng mà biết Trấn Hồn Kiếm lợi hại, không do dự nữa, ngón tay bóp quyết, một khối ngọc bài hiện lên trước người. Ngọc bài chớp mắt bây giờ trở nên lớn, tựa như biến thành một mặt đồ sộ tường. Ngăn trở ở trước người của hắn. Rắc rắc, đồ sộ tường vỡ vụn. Trấn Hồn Kiếm trực tiếp xuyên qua. Một giây kế tiếp, máu tươi tiệm nhiễm. Mặc dù Phương Chấn Nghiệp dùng hết toàn lực né tránh, nhưng vẫn bị chặt đứt một cánh tay. À, gào thét tiếng kêu vang khắp. Chẳng ai nghĩ tới sự việc sẽ như thế xoay ngược lại. Không ai bị nổi Phương Chấn Nghiệp lại có thể bị kiếm của mình bị thương.
Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, chấn hồn kiếm một chuyển, hướng Diệp Thần đi. Chỉ bất quá lần này, không phải chém chết Diệp Thần, mà là yên lặng ở Diệp Thần trước mặt hướng ngang trôi lơ lửng. Thậm chí chuôi kiếm hơi lay động, tựa như ở biểu đạt nào đó tình cảm. Chấn hồn kiếm chẳng lẽ nhận chủ? Giờ khắc này, còn dư lại Hoa Hạ người bảo vệ, thậm chí còn Tôn Miểu cùng với Bao Bồi Dân diễn cảm đều không đúng. Chấn hồn kiếm mấy năm qua một mực cùng Phương Chấn Nghiệp sống chung một chỗ, Phương Chấn Nghiệp thậm chí này hắn máu tươi cùng với vô cùng vô tận linh khí. Theo lý mà nói hẳn nuôi dưỡng cảm tình mới đúng. Chấn hồn có linh, một chuôi linh kiếm tuyệt đối không thể nào làm ra thí chủ chuyện. Nhưng là trước mắt nhưng là triệt để xảy ra. Không chỉ như vậy, chấn hồn kiếm còn nhận đi một lần hợp cảnh thằng nhóc thúi làm chủ. Cái này mẹ hắn ai có thể giải thích một chút à? Toàn bộ đỉnh núi, giờ phút này như chưa đêm bãi tha ma vậy yên lặng, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Tất cả người bảo vệ trợn to hai mắt, giống như pho tượng, ngây ngốc lăng tại chỗ. T. Phương Chấn Nghiệp sau lưng năm người tạm thời bây giờ cũng không đoái hoài tới đối phó Diệp Thần, thân thể cứng ngắc. Mà Diệp Thần cũng là rõ ràng liền chấn hồn kiếm ý nghĩa, đưa tay ra, trực tiếp nắm chấn hồn kiếm. Một giây kế tiếp, chấn hồn kiếm tràn ra một thanh kiếm khí, đâm rách Diệp Thần ngón tay. Một giọt máu tươi theo chuôi kiếm hướng thân kiếm giật đi. Diệp Thần trong cơ thể vậy cái huyết long hư ảnh xông thẳng tới chân trời, long ngâm như sấm âm vậy ở toàn bộ thương khung nổ vang. Trực kích tất cả mọi người tâm linh. Thân kiếm trong lại là lao ra đầy trời hồng quang, đem Diệp Thần bọc. Diệp Thần trên người khí thế bỗng nhiên phóng thích. Đan điền chân khí cuồn cuộn, toàn bộ lưu động đến trên chấn hồn kiếm. Giờ khắc này Diệp Thần, quanh thân tựa như xuất hiện một đạo trăm xích hư ảnh. Hệt như thiên thần hạ phàm, tay cầm thần kiếm, chấp trưởng hết thảy. Thấy một màn này, gãy một cánh tay Phương Chấn Nghiệp con ngươi tràn đầy vô tận lửa giận. Chấn hồn kiếm lại có thể nhận chủ. Đây là nhận chủ dị tượng. Hắn nuôi nhiều năm, chấn hồn kiếm từ đầu đến cuối không chịu nhận chủ, hôm nay nhưng là nhận chủ một cái chính là ly hợp cảnh thằng nhóc thúi. Bàn về tu vi, cái này Diệp Thần kia so lên mình. Bàn về thực lực. Cái này Diệp Thần lại là thứ gì? Luận kiếm thuật, hắn tu kiếm lúc đó, cái này Diệp Thần cũng không biết ở cái góc nào. Dựa vào cái gì? Phương Chấn Nghiệp tóc trắng theo gió phiêu lãng, tựa như người điên, lại là khạc ra một ngụm máu tươi, một hớp này máu không phải là bị ngoại lực chấn thương, mà là con mẹ nó bị tức. Diệp Thần, ngươi giết bản ta, đoạt ta linh kiếm, chém ta tay cụt, ta muốn ngươi chết. Coi như và ngươi lấy mạng đổi mạng cũng ở đây không tiếc. Ở giữa thiên địa, chỉ có Phương Chấn Nghiệp gầm thét. Mà giờ khắc này Diệp Thần, hoàn toàn không có nghe gặp, hắn tầm mắt đang rơi vào Trảm Long kiếm trên. Chấn hồn kiếm, kiếm dài 3 thước 2, kiếm chiều rộng chỉ một cái, trên thân kiếm, rõ ràng ánh sấn chữ màu đỏ đậm đường vân. Đường vân là đằng long 9 đầu, mỗi cái cũng hủ hủ như thật, mang theo chấn chấn hung khí. Khiến người có trong sợ hãi đến từ tâm linh sợ hãi. Trên mũi kiếm nạm màu vàng kim 2 cái phong cách cổ xưa tối tăm chữ to chấn hồn. Thời khắc này Diệp Thần, tựa như cảm giác mình trong óc nhiều một đạo kiếm ảnh. Chính là chấn hồn kiếm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được kiếm này rốt cuộc có bao nhiêu sao mạnh mẽ. Vượt xa Trảm Long kiếm. Nếu như Trảm Long kiếm là, như vậy chấn hồn kiếm chính là cao không thể leo tới thiên. Chỉ bất quá cái này chấn hồn kiếm chẳng biết tại sao, vô cùng vô tận hấp thu chân khí của hắn. Chẳng lẽ chân khí của mình chính là kiếm này chất dinh dưỡng? Bất quá, chấn hồn kiếm tại hấp thu chân khí của mình sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được kiếm này hàm chứa chí cường một kích. Một kích này, vượt xa hắn lực lượng. Diệp Thần, quỳ xuống, sau đó giao ra ta chấn hồn kiếm. Phương Chấn Nghiệp và ngoài ra 5 người đã tới Diệp Thần 3 mét đất. Chặn tay Phương Chấn Nghiệp tựa như người điên vậy. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngươi nói kiếm này là ngươi, ngươi kêu một tiếng thử một chút, nếu như hắn cùng ngươi trở về, ta không lời có thể nói. Ngươi, tự tìm cái chết. Phương Chấn Nghiệp kiêng kỵ nhìn một cái Diệp Thần trong tay chấn hồn kiếm, sau đó đối với cách đó không xa Tôn Miểu cùng với mọi người nói, Tôn Lão, ngươi thật muốn một mực xem chừng sao. Kiếm này mặc dù bị ta nắm giữ, nhưng là người thủ hộ chung nhau vật,
thanh kiếm này một khi rời đi núi Giang Đạo, vậy núi Giang Đạo hết thảy cũng biết yếu ớt. Người muốn ngồi yên không lý đến tới khi nào, người này trình độ nguy hiểm, nếu như cộng thêm chấn hồn kiếm, người hẳn biết ý vị như thế nào đi. Đến lúc đó, thằng nhóc này tất nhiên thành là duy nhất uy hiếp chúng ta Hoa Hạ người bảo vệ tồn tại. Loại người này, căn bản không cần phải nên xuất hiện. Bây giờ Diệp Thần, Phương Chấn Nghiệp không có lòng tin chém giết. Duy nhất có thể, chính là vận dụng tất cả người bảo vệ lực lượng. Tôn Miểu thực lực so hắn mạnh, nếu như hơn nữa hắn bên kia mấy người, đừng nói chém chết Diệp Thần, chém chết 10 Diệp Thần đều có thể. Đáng tiếc, Tôn Miểu giờ phút này nhưng nhắm hai mắt mâu, tựa như nghe không gặp vậy. Phương Chấn Nghiệp thầm mắng một câu, Tôn Miểu con mẹ nó lão con rùa đen, phỏng đoán muốn nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn cũng không dự định lại dựa vào Tôn Miểu bọn họ, lấy ra 6 viên đan dược. Viên thuốc này ta vừa vặn có 6 viên, có thể cường hóa thực lực 5 phút, dưới mắt chúng ta không có lựa chọn, toàn bộ ăn vào, sau đó bộc phát ra một kích mạnh nhất, vô luận như thế nào, cái này Diệp Thần phải chết. Đan dược đồng loạt bắn ra, còn lại 5 vị Hoa Hạ người bảo vệ không chút do dự nào. Trực tiếp ăn vào. Khoảnh khắc ở giữa, bọn họ thân thể truyền tới đùng đùng tiếng vang. Khí thế ngút trời. Phương Chấn Nghiệp cũng giống như vậy. Hắn quanh thân phun trào ra từng cơn xương máu. Diệp Thần, chấn hồn kiếm nhận chủ thì như thế nào, chỉ muốn ngươi chết. Ta liền vẫn là chấn hồn kiếm chủ nhân, tương đương. Phương Chấn Nghiệp trong mắt lóe lên điên cuồng ánh mắt, lớn tiếng quát lên. 6 vị cao cấp cường giả ăn vào đan dược, chẳng lẽ còn chém không giết được Diệp Thần. Nghiền ép Diệp Thần, giống như giết chết một con kiến hôi đơn giản như vậy. Chết! 6 người cặp mắt bây giờ. Ý định giết người lăng như vậy. Mặt đất rung động, vô tận lực lượng ầm ầm bùng nổ. Lần này, 4 phương 8 hướng lục đạo lực lượng trực thủ Diệp Thần chỗ hiểm. Oanh! Kiếm ý như từ 9 tầng trời rơi xuống, mang không có gì sánh kịp khí thế, mang muôn vàn kiếm khí, như mưa to gió dữ, phải đem Diệp Thần chiếm đoạt, chìm ngập. Trọng yếu nhất chính là cái này 6 người từng chiêu có thể chết người, từng chiêu điên cuồng. Quanh thân khí thế, cuồng bạo vô cùng, như toàn gió cuộn sạch, hủy thiên diệt địa. Chỉ một cái này một cổ khí thế, liền để cho người kinh hồn bạt vía. Tựa như giờ khắc này, cái này 6 người không phải là người, mà là dã thú, điên cuồng dã thú. Đối mặt vậy kiếm khí phô thiên cái địa và sắc bén, Diệp Thần híp mắt lại. Hắn nhìn một cái chấn hồn kiếm, đan điền chân khí hoàn toàn biến mất, không có lựa chọn. Ngươi có bằng lòng hay không là ta mà chiến. Chấn hồn. Chấn hồn kiếm kịch liệt lay động. Ở lục đạo lực lượng cuồng bạo xông về Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần nắm chặt chấn hồn kiếm. Bên trong thân thể huyết long vậy phun trào đến trên chấn hồn kiếm. Diệp Thần khí thế một chuyển, giờ khắc này Diệp Thần, như núi cao hạ xuống, như mưa gió cuộn sạch. Chấn hồn một kiếm, rơi. Ánh mắt ác liệt, một tiếng thét dài, kiếm tùy thân động. Trong tay chấn hồn kiếm, hóa là một đạo đỏ thẫm ánh sáng, tựa như xuyên qua vạn dặm bầu trời mênh mông, tung lên sóng gió kinh hoàng, như thần long hạ xuống, há miệng hướng vậy lục đạo lực lượng chiếm đoạt đi. Bành! Chấn hồn kiếm vô tình đụng vào lục đạo lực lượng trên, có thể nói điên cuồng. Kiếm phong qua, như trời sấm cuồn cuộn. Đầy trời kiếm khí, như mưa cuồng cuộn sạch, lấy dễ như bỡn lực, bao phủ thiên địa. Đinh đinh đinh! Chấn hồn kiếm khí, chặt chẽ không ra gió. Tựa như tử thần cửa hoàn toàn mở ra, 6 người kia lực lượng toàn bộ biến mất. Không chỉ như vậy, hình cái vòng kiếm ý phá vỡ hết thảy, xé hết thảy, chém cắt hết thảy. Phốc phốc phốc. Vậy 5 vị người bảo vệ lại thân thể trực tiếp bị chấn động bay. Máu tươi phun ra. Nghiêm trọng lại là máu thịt mơ hồ. Diệp Thần lại có thể lấy một kiếm lực ngăn cản nhiều cường giả như vậy cuồng bạo một kích. Ai có thể nghĩ tới. Mà Phương Chấn Nghiệp thảm hại hơn. Hắn thân ở chấn hồn kiếm ý bên trong, đối mặt vậy lạnh như băng hơi lạnh thấu xương và ý định giết người, hắn kinh hoàng. Vũ khí trong tay, lần lượt tháo chạy, mình hơi thở, chấm bị bao trùm. Giờ khắc này Phương Chấn Nghiệp, chỉ cảm thấy, đối mặt mình là tinh không mênh mông. Đối mặt mình là mênh mông biển khơi. Mà mình,
chẳng qua là tinh không và biển khơi chính giữa một viên bụi bặm. Diệp Thần, lại cường đại đến bực này đến nước. Chẳng lẽ đây mới là chấn hồn kiếm lực lượng chân chính? Hắn đã từng bùng nổ lực lượng lại là muối bỏ biển. Làm sao có thể? Phương Chấn Nghiệp căn bản không tiếp thụ nổi. Rào, một tiếng, hắn vũ khí hoàn toàn gãy lìa. Không chỉ như vậy, hắn còn sót lại cánh tay vậy bị gió lốc tàn phá, chớp mắt ở giữa hóa là một đạo xương máu. Ngay sau đó từng trận xuyên thấu tiếng truyền tới. Thành hơn trăm ngàn chấn hồn kiếm tức điên cuồng rơi xuống, như mưa cuồng phiêu sái ở Phương Chấn Nghiệp trên mình. Tê tâm liệt phế thanh âm vang khắp ở núi Giang Đạo đỉnh núi. Máu tươi hoành bay, thảm tuyệt nhân hoàn. Giờ khắc này Phương Chấn Nghiệp, thống khổ đến mức tận cùng, giờ khắc này Phương Chấn Nghiệp, sắc mặt trắng bệch. Thân thể mỗi một khối máu thịt, tựa như đều bị hóa là nghiền, xâm nhiên xương trắng đã lộ ra, thân hình bị đánh đổ bay ra. Đầy trời mưa máu, bực nào nhức mắt. Phương Chấn Nghiệp đánh bại. Thậm chí liền sống chết cũng không biết. Coi như còn sống, cả đời này cũng chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh. Còn như tu luyện cùng với Hoa Hạ người bảo vệ, hắn bây giờ không có tư cách. Chính là phế nhân cũng hoặc là người chết. Đến đây, Phương Chấn Nghiệp chỗ ở trận doanh 10 vị cao cấp Hoa Hạ người bảo vệ, toàn bộ bị Diệp Thần chém chết. Phốc xích, mà Diệp Thần cũng không chịu nổi, chấn hồn kiếm bùng nổ trong nháy mắt kia, hắn cảm giác quanh thân lực lượng đều bị móc sạch. Vốn là bị một ít tổn thương, cái này chí cường một kiếm trả giá cao nhưng là quá lớn. Hắn thân hình đung đưa, cực kỳ suy yếu. Chấn hồn kiếm đã bay trở về, hắn chỉ có thể dựa vào chấn hồn kiếm mạnh chống thân thể. Người bất kỳ cũng có thể nhìn ra Diệp Thần giờ phút này đã là nỏ mạnh chi cung. Hắn kịch liệt thở hổn hển hô hấp, mặt đất máu tươi, phảng phất là hoàn mỹ nhất kiệt tác. Mà những cái kia đứng nơi xa còn lại 10 người, ngây người như phỗng. Bao bồi dân nằm mơ cũng không nghĩ ra sẽ là kết cục như vậy. Nhìn những cái kia chảy xuôi máu tươi thi thể, tim hắn dường như muốn bị đánh nát. Thậm chí ngay cả hô hấp đều là xa cầu. Diệp Thần, như vậy hoàn cảnh xấu và cục hẳn phải chết lại có thể vậy thắng. Hắn lòng thật lâu không thể bình tĩnh, mặc dù rất lớn một số được dựa vào tại chấn hồn kiếm. Dẫu sao hắn chưa bao giờ thấy qua lớn mạnh như vậy kiếm ý. Nhưng là cái này chấn hồn kiếm nhận chủ à, đây cũng là Diệp Thần thực lực một số à. Không nghĩ tới, ta đánh cuộc đúng, nếu như Diệp Thần có thể đem chấn hồn kiếm mang ra khỏi núi Giang Đạo, vậy Hoa Hạ ai có thể trói buộc thằng nhóc này? Chúng ta còn dư lại 10 người cũng không khả năng. Ai có thể nghĩ tới, Hoa Hạ sẽ ngang trời xuất thế nhân vật thiên tài như vậy, ta bao bồi dân mấy năm sống có thể mắt thấy hơn nữa đi theo, thật là đời người một lớn chuyện may mắn à. Giờ khắc này bao bồi dân trong lòng thậm chí có chút kích động. Hắn muốn phá vỡ trói buộc. Nhưng phát hiện như cũng không thể nào. Dưới mắt Diệp Thần quá yếu ớt, nếu như có người âm thầm động thủ thì phiền toái. Hắn nhìn về phía bên cạnh Tôn Miểu, vội vàng nói, Tôn Lão, Phương Chấn Nghiệp cùng với ngoài ra 9 người vừa chết, vậy Hoa Hạ người bảo vệ liền thống nhất trận doanh, đây là chuyện tốt. Còn nữa, người cũng nhìn thấy Diệp Thần thực lực, nếu như chúng ta lôi kéo, vậy bất kể là đối với Hoa Hạ hay là đối với chúng ta Hoa Hạ người bảo vệ mà nói đều là thiên đại hảo sự à. Chúng ta vẫn không có ra tay, ta thậm chí giúp vậy Diệp Thần, ta tin tưởng Diệp Thần nguyện ý trên danh nghĩa ở người bảo vệ. Tôn Lão, ngươi nhanh lên đem ta trói buộc tháo ra. Nhưng là trả lời hắn nhưng là yên lặng. Bao bồi dân diễn cảm khẽ biến, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Miểu. Hắn có dũng khí dự cảm bất tường. Thời khắc này Tôn Miểu trong mắt híp lại, trong mắt không có vậy đạo tư thái cường giả, ngược lại có thêm tơ điên cuồng và lửa. Chẳng lẽ Tôn Miểu thật một mực ở nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bao bồi dân mặc dù tôn kính Tôn Miểu, nhưng là ở bất kỳ người tu luyện nào trước mặt chỉ có lợi ích. Nếu như có đầy đủ đồ hấp dẫn, lại thanh cao cường giả vậy sẽ biến thành chính cống tiểu nhân. Đột nhiên, Tôn Miểu cười, hắn nụ cười có một tia âm hàn. Bao bồi dân, người nghĩ quá đơn giản, người này sát tâm nặng như vậy, tính cách cuồng ngông, người có thể bảo đảm hắn thật sẽ nghe chúng ta. Hắn cũng như này lực lượng còn nguyện ý làm một cái Hoa Hạ người bảo vệ. Không thể nào. Bất quá, người này nói không chừng thật đúng là có thể là Hoa Hạ người bảo vệ làm một ít thứ,
ví dụ như Trấn Hồn Kiếm, lại ví dụ như trên người hắn Nghịch Thiên Kiếm Kỹ, người này như vậy trẻ tuổi, lại là tu luyện mấy năm liền đạt tới loại này thành tựu, trên người hắn tuyệt đối có đại cơ duyên. Thiên đại bí mật, bao bồi dân, người nói nếu như chúng ta Hoa Hạ người bảo vệ nắm giữ điều bí mật này, thực lực có thể hay không cao hơn một tầng lầu, đến lúc đó chúng ta có phải hay không càng phát ra có thể là Hoa Hạ làm một ít chuyện. Nghe được cái này âm u lời nói, bao bồi dân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tôn lão, người cái này cùng Phương Chấn Nghiệp có cái gì khác biệt à? Người đây là bỏ đá xuống giếng à? Bỏ đá xuống giếng, Tôn Miểu cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà là hướng Diệp Thần từng bước một đi tới. Mà hắn bên người vậy đi theo mấy vị hơi thở kinh khủng người bảo vệ. Rất nhanh, Tôn Miểu liền đi tới Diệp Thần trước mặt, hắn nhìn một cái Diệp Thần, phát hiện Diệp Thần đang chống kiếm, kịch liệt thở dốc, mồ hôi trên người nước đã bị hoàn toàn bao phủ, toàn thân ướt đẫm. Không chỉ như vậy, đan điền chân khí cũng không có. Hắn trên cao nhìn xuống nói, người bị thương rất nặng, nói thật, ta thật tốt kỳ, biến mất mấy năm, ngươi là như thế nào từ một người bình thường vượt qua đến bây giờ trình độ, thật thật là tò mò. Diệp Thần ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Miểu, lạnh lùng nói, liên quan ngươi à? Tôn Miểu hai tay chắp sau lưng, tiếp tục nói, ta không có Phương Chấn Nghiệp như vậy có sát tâm, ta sẽ cho một mình ngươi cơ hồ hoàn mỹ lựa chọn. Thứ nhất, giao ra Trấn Hồn Kiếm, nó là thuộc về núi Giang Đạo Đồ, ngươi không thể mang đi. Dĩ nhiên, ta còn muốn trên mình ngươi máu, máu ngươi có thể để cho Trấn Hồn Kiếm nhận chủ, rất trọng yếu. Thứ hai, giao ra trên mình ngươi kiếm kỹ còn có ngươi tất cả bí mật. Thứ ba, phế trừ trên mình ngươi tất cả tu vi, từ nay về sau không thể tu luyện, ta sẽ phái người đưa ngươi xuống núi, cái này còn là xem ở bao bồi dân mặt mũi. Tham lam. Thời khắc này Tôn Miểu tham lam hết sức. Diệp Thần trên người bí mật đối với hắn mà nói quá có sức hấp dẫn, thậm chí để cho hắn vi phạm đạo của mình nghĩa. Hừ. Diệp Thần khạc ra một búng máu, nằm mơ. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, mà Tôn Miểu chính là vậy chim sẻ. Hắn một mực ẩn nhẫn không nhúc nhích, thậm chí liền Phương Chấn Nghiệp phát ra liên thủ chém chết Diệp Thần mời cũng không có tiếp nhận. Hắn một mực đang đợi giờ khắc này. Bỏ mặc thắng bại, hắn đều là nhất người đại thắng. Tôn Miểu quanh thân phun trào ra một cổ chân khí bình phong che chở, cản trở hết thảy. Người tuổi trẻ, người cho dù tay cầm Trấn Hồn Kiếm, nhưng là người bây giờ thương thế nhưng mà kham yêu à, người cảm thấy người còn có thể bộc phát ra mới vừa rồi lực lượng sao? Đừng nói là ta, coi như là tùy tùy tiện tiện một người bình thường cũng có thể chém chết ngươi. Bất quá lời vừa nói ra, ngươi cho ta quá nhiều kinh ngạc. Ly hợp cảnh chém chết 10 vị Hoa Hạ người bảo vệ, đặt ở trên lịch sử, ngươi chính là vậy Lữ Bố, Bạch Khởi tái thế, ta cũng không muốn bóp chết như vậy một thiên tài. Ta cho ngươi 10 giây cân nhắc thời gian, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy được, chỉ bất quá phức tạp chút. 10, 9, 8. Tôn Miểu đếm ngược giờ trước, hắn chắc chắn ăn chắc Diệp Thần. Nỏ mạnh chi cung còn có cái gì dãy dụa quyền lực? Diệp Thần gắt gao cắn răng, để cho thân thể mình thẳng dựng lên, cả người ngạo cốt. Hắn lạnh mâu ngưng mắt nhìn Tôn Miểu, gằn từng chữ, người loại này đạo mạo nghiêm trang xúc sinh, không có tư cách. Nghe đến lời này, Tôn Miểu nhíu mày một cái, sau đó, một chưởng đánh ra. Diệp Thần muốn ngăn trở nhưng phát hiện căn bản không có thể. Trên tay hắn như quán duyên vậy. Cuộc chiến đỉnh cấp, đã tiêu hao hết chân khí của hắn và lực lượng. Nếu như khôi phục bình thường tiêu chuẩn, hắn liền Tôn Miểu cũng dám giết. Nhưng là ai có thể nghĩ tới đường đường người bảo vệ lại có thể như vậy xấu xa và buồn nôn. Bành! Tôn Miểu một chưởng trực tiếp đánh vào Diệp Thần trên Trấn Hồn Kiếm. Mặc dù Trấn Hồn Kiếm ngăn cản mấy phần, nhưng là Diệp Thần đan điền cuối cùng không có linh khí à. Một giây kế tiếp, Diệp Thần bóng người, từ giữa không trung bị hung hăng ném rơi xuống, đập rơi vào thật dày trên mặt đất. Xì, nguyên bản còn cố nén vậy một ngụm máu tươi, lại cũng không cách nào ức chế phun vải ra, Diệp Thần sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Luân hồi mộ địa mặc dù có mấy tòa đến gần dẫn động, nhưng là vậy còn có một bước xa à. Nếu như có thể lập tức đột phá ngược lại là có một đường sinh cơ. Nhưng là Tôn Miểu làm sao có thể cho hắn cơ hội đột phá. Nguy cơ tử vong,
giờ khắc này rốt cục thì hoàn toàn hướng Diệp Thần cuốn tới. Hừ, ở trước mặt lão phu, còn muốn cuồng ngông, ngươi thật cho rằng ngươi có lựa chọn sao? Nếu như ngươi lại không thức thời vụ, lão phu liền trước ngắt lấy đầu ngươi. Nhìn miệng to thở dốc Diệp Thần, Tôn Miểu khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt vậy nụ cười. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều là phí công. Một con kiến hồi muốn ở đồ vật khổng lồ trước mặt chạy thoát thân. Quả quyết không có khả năng này. Không tốt. Sát cơ mãnh liệt như sóng lớn cuốn tới, Diệp Thần lòng, nặng rơi xuống đáy cốc. Như có một cái tay vô hình, bóp mình cổ họng, Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi nghẹt thở. Xa xa bao bồi dân liều mạng vùng vẫy trên người trói buộc. Thậm chí không tiếc đốt cháy mình một số tu vi. Hắn quanh thân tựa như bị một đạo hỏa diễm bọc. Rắc rắc, một tiếng, hắn trói buộc biến mất. Bao bồi dân không để ý hết thảy, năm ngón tay nắm chặt, một thanh kiếm liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Sau đó, trực tiếp ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Trong mắt hắn tràn đầy lửa giận, hắn là Hoa Hạ người bảo vệ không hổ thẹn. Tôn Miểu, đã từng ta tôn kính ngươi, vì sao ngươi bây giờ như vậy làm khó một tên tiểu bối? Ở đối phương yếu ớt lúc đó, uy hiếp người khác, tước đoạt bí mật, ngươi đúng dậy cái thúng trên người và trách nhiệm sao? Ngươi làm rõ ràng, ngươi nhưng mà Hoa Hạ người bảo vệ à? Nếu như ngươi thật muốn đối phó Diệp Thần, trước hết từ ta trên thi thể bước qua đi. Giờ khắc này, bao bồi dân kiên quyết đến mức tận cùng. Đạo bất đồng, không tương là mưu. Hắn bao ra ngàn năm trước, đã từng ra đời qua một vị tuyệt thế cường giả, lấy đang là đạo. Ngay thẳng không a? Âm tà vật gặp vị tiên tổ này, cũng phải tránh nghìn mét. Tránh khí chính là vị tiên tổ này vũ khí. Lại là bao gia tổ huấn. Vị tiên tổ này tên là Bao Hy Nhân. Danh tự này tiên hữu người nghe nói, nhưng là một cái tên khác nhưng lưu truyền rộng rãi. Phủ Khai Phong, Bao Trừng. Bao bồi dân bước vào Hoa Hạ người bảo vệ nhóm, liền là muốn thừa kế tổ tiên ước nguyện, bảo vệ Hoa Hạ. Bây giờ đám này đạo mạo nghiêm trang tiểu nhân, hắn thật ngồi không yên. Tôn Miểu nhìn bao bồi dân, cười lạnh mấy tiếng, bao bồi dân, trên mình ngươi bị cái gì dạng tổn thương còn không biết sao, ngươi thật cảm thấy có thể ngăn cản ta. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói ra, vạn lão nhưng là đứng dậy, đối với bao bồi dân khuyên nhủ, lão bao, ngươi phạm cái gì ngu à, trấn hồn kiếm vốn là núi giang đạo vật, người này không có lấy đi tư cách, huống chi, người này giết nhiều người như vậy, chúng ta từ trên người hắn lấy lại một ít thứ thì thế nào? Ngươi không muốn u mê không tỉnh à? Bao bồi dân hừ lạnh một tiếng, trường kiếm nhắm thẳng vào Tôn Miểu, ý ta đã quyết. Tôn Miểu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta vốn không muốn đối với ngươi ra tay, nhưng là ngươi ngu đần không thay đổi, đó chính là tự tìm cái chết. Bây giờ ta ngươi chênh lệch quá lớn, ngươi có cái gì tư cách ngăn trở? Đã như vậy, ta đưa ngươi lên đường đi. Phá! Ngay sau đó, Tôn Miểu trong tay xuất hiện một chuôi kiếm lạnh lẽo, trực tiếp hướng bao bồi dân đi. Ở đó một đạo kiếm quang bùng nổ, bao bồi dân vội vàng hoành kiếm ngăn cản đi. Đinh! Bỗng nhiên bây giờ tóe ra tiếng va chạm, thanh thúy vô cùng, sóng âm đúng sự thật thế chấp vậy khuếch trương giải ra. Oanh! Rồi sau đó, một cổ mãnh liệt hơn đợt khí lao nhanh, như thiên quân vạn mã cuộn sạch mà qua. Kinh khủng đợt khí chiếm đoạt vậy rơi xuống kiếm quang, hóa là nước lũ và mãnh thú hướng bao bồi dân trực tiếp cuộn sạch đi. Xì! Bao bồi dân vốn cho là mình có thể ngăn cản một ít thời gian, nhưng là bất ngờ không kịp đề phòng, ở đó đợt khí đánh vào chính giữa, hắn thân hình dừng lại, thần sắc bỗng nhiên tái nhợt. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi, chính là thấy hắn cả người giống như đá lớn vậy, trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Hung hãn đập gãy một viên cây lớn. Không chỉ như vậy, Tôn Miểu kiếm không ngừng lại chút nào, trực thủ bao bồi dân mệnh. Ở Tôn Miểu trong mắt, bao bồi dân loại này ngoan cố tồn tại, sau này tất nhiên sẽ đụng chạm lợi ích của hắn. Loại này người bảo vệ, không lưu cũng được. Hoa Hạ người bảo vệ, 9 người vậy là đủ rồi. Mắt xem Tôn Miểu kiếm muốn đâm vào bao bồi dân, Diệp Thần trong tay bắn ra một chuôi phi tiêu. Phi tiêu phá không đi, trực thủ Tôn Miểu thủ cấp. Tôn Miểu tự nhiên phát hiện cái gì, còn người có giúp một cái, dừng lại chém chết bao bồi dân cử động, lại là cánh tay chấn động một cái,
Phi Tiêu trực tiếp bị chấn động rơi trên mặt đất, sau đó hừ lạnh nói, loại rác rưởi này đồ chơi, còn muốn tổn thương ta, không biết tự lượng sức mình. Sau đó, hắn cầm trong tay Phi Tiêu hướng Diệp Thần bắn tới. Cường đại lưu quang bao quanh Phi Tiêu, lại là mang sát cơ lạnh như băng. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, vừa định ngăn trở, nhưng phát hiện, một đạo thân ảnh trực tiếp ngăn ở trước người của hắn. Rất miễn cưỡng dùng thân thể đối phó Phi Tiêu. Phốc! Phi Tiêu xuyên thấu đạo thân ảnh kia bả vai. Diệp Thần giật mình, ngăn ở trước người hắn chính là Bao Bồi Dân. Nhưng là hắn chân thực không nghĩ ra, Bao Bồi Dân tại sao phải như vậy? Thà đắc tội tất cả mọi người, cũng phải ngăn ở trước người của hắn. Vì tín ngưỡng, vì Bao Tân Hà, cũng hoặc là đem hắn hết thảy đánh cuộc ở trên người mình. Bao tiền bối, ngươi thật không cần phải như vậy, chuyện này và ngươi không có bất luận quan hệ gì. Diệp Thần khuyên nhủ, Bao Bồi Dân quay đầu, cười một tiếng, hắn khóe miệng còn khạc máu tươi, thật là chật vật. Diệp Thần, ta thân là Hoa Hạ người bảo vệ, nhưng không cách nào bảo vệ Hoa Hạ, đây là ta sỉ nhục, ta hiện ở đây sao làm chẳng qua là cứu chuộc mà thôi. Hoa Hạ người bảo vệ phụ lòng ngươi, nhưng là ta muốn cho ngươi biết, thật sự có người ở nghiêm túc bảo vệ Hoa Hạ, hy vọng ngươi không nên đối với người Hoa Hạ thất vọng. Lời nói vẫn chưa nói hết, Tôn Miểu hừ lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ở Bao Bồi Dân trên mình. Bao Bồi Dân ngay tức thì bị tung bay. Đập xuống ở Diệp Thần cách đó không xa, hơi thở yếu ớt. Tôn Miểu hừ lạnh một tiếng, từ nay về sau, Bao Bồi Dân đuổi ra khỏi Hoa Hạ người bảo vệ. Các người có gì dị nghị không? Không có, tám người đồng thời nói. Bọn họ làm người khéo đưa đẩy, mặc dù đối với Tôn Miểu được là không ưa, nhưng là bọn họ không thể nào ngăn cản. Nếu không Bao Bồi Dân chính là bọn họ kết quả. Vạn lão quả đấm cầm chặt. Hắn muốn giúp Bao Bồi Dân, có thể vẫn là không có nói gì. Hoa Hạ người bảo vệ ý nghĩa sớm liền biến. Cũng chỉ có Bao Bồi Dân còn đang khổ cực chống đỡ mà thôi. Có lẽ từ nay về sau, người bảo vệ cũng không có cần thiết tồn tại. Thấy Bao Bồi Dân là mình bị như vậy nặng tổn thương, Diệp Thần thật xúc động. Trong mắt hắn lóe lên vô tận tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Miểu. Thân thể huyết long vậy vọt ra. Bàn bỏ qua ở hắn chừng. Chỉ bất quá Diệp Thần yếu ớt, huyết long vậy yếu ớt rất nhiều. Cố nhiên như vậy, một người một rồng cũng cho người rung động thật lớn. Sát cơ nồng nặc bùng nổ. Nếu như không phải là bọn họ biết Diệp Thần là nỏ mạnh chi cung, nói không chừng thật đúng là sẽ sợ hãi mấy phần. Tôn Miểu hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi còn dự định phản kháng? Chính là con kiến hôi, ngươi có cái gì tư cách phản kháng? Cuối cùng cho ba ngươi giây, ngươi như lại không giao ra thứ ta mong muốn, ta trước hết bẻ gãy đầu ngươi lô. 3. 2. Ngay tại lúc này, Diệp Thần cười. Bởi vì hắn cảm giác được luân hồi mộ địa đang điên cuồng chấn động. Điều này nói rõ cái gì? Vạn đạo kiếm tôn Trần Thiên Lê rốt cuộc trở về. Tôn Miểu gặp Diệp Thần lúc này lại còn cười, diễn cảm càng lạnh hơn, ngươi cười cái gì? Diệp Thần một bước bước ra. Ánh mắt kia như một đầu sói đói. Băng hàn tới địa ngục tử thần. Quanh thân cuốn lên trước dùng mình. Huyết long cảm giác được cái gì, từng cơn long ngâm, mặt đất chấn động. Ngươi không phải muốn biết trên người ta bí mật sao? Ta thỏa mãn ngươi, Diệp Thần cười lạnh nói. Tôn Miểu cảm giác được không đúng, thời khắc này Diệp Thần quá bình tĩnh. Cố nhiên hoài nghi, hắn vẫn là nói cái gì? Diệp Thần lại bước ra một bước. Bước này ngược lại có nào đó cảm giác bị áp bách. Đây là một loại cường đại tự tin và sát khí. Tôn Miểu lại theo bản năng lui một bước nhỏ. Ta bí mật chính là ta người sau lưng, người có nghe nói qua vạn đạo kiếm tôn. Hắn chính là ta một vị sư phụ. Vạn đạo kiếm tôn. Còn một vị sư phụ. Tôn Miểu diễn cảm lúc sáng lúc tối, hắn chưa từng nghe nói qua cái danh hiệu này. Dù là Côn Lôn hư cũng không có. Tên chữ cố nhiên có cực mạnh khí thế, nhưng là dưới mắt thằng nhóc này hoàn toàn muốn mượn người khác tới hù mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, vạn đạo kiếm tôn là thứ gì, người còn muốn mượn này tới hù ta. Hừ, 3 giây đến, ta tự mình đưa ngươi lên đường. Tôn Miểu tay cầm kiếm lạnh lẽo, một khắc sau, quanh thân khí thế tăng vọt, kiếm khí bên ngoài thả, trong nháy mắt bộc phát ra khí thế, làm cho lòng người sợ hãi.
Sau đó, một kiếm trực tiếp hướng Diệp Thần chém xuống. Đầy trời kiếm khí, hóa là vô biên mưa như thác đổ, hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Diệp Thần một hơi một tí, ngược lại hai tay chắp sau lưng, thân thể thẳng tắp. Thời khắc này hắn, chính là bất bại. Mắt xem kiếm khí thì phải rơi xuống, Tôn Miểu gương mặt đã dữ tợn. Diệp Thần chẳng lẽ muốn chết? Yếu ớt bao bồi dân chống thân thể, nặn chặt quả đấm, thất thần nói. Trường kiếm rơi xuống, khoảng cách Diệp Thần vô hạn đến gần, một giây kế tiếp liền muốn xuyên thấu Diệp Thần ngực. Không người cho rằng Diệp Thần còn có cơ hội. Ở trong mắt của tất cả mọi người, Diệp Thần đã là một cổ thi thể. Ta Trần Thiên Lê đệ tử, ai dám động, cho ta cút. Mà đang ở như vậy dưới tình huống, liền ở tất cả mọi người đều kết luận Diệp Thần phải chết dưới tình huống. Một tiếng giống giận, giống như kinh trời, nhưng là vào lúc này truyền tới. Từ trên bầu trời truyền tới. Hô hô hô. Ngay sau đó chỉ nghe được một hồi cuồng bạo tiếng gió truyền tới. Tôn Miểu và còn lại mấy vị hoa hạ người bảo vệ nụ cười đọng lại. Thanh âm này lực lượng, lại có thể để cho bọn họ khí huyết phun trào. Liền giống như bị người một chưởng đánh vào ngực vậy. Tất cả mọi người rối rít ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng một phương hướng nhìn. Một giây kế tiếp, cơ hồ hóa đá. Chỉ gặp một cái tiên nhân đồ trắng chân đạp phi kiếm, lâm không tới, tiếng gào như sấm, khí thế bừng bừng. Trường bào ở trong gió múa. Gió thổi tiên mệ tung bay dơ. Cái này, điều này sao có thể? Tôn Miểu bước chân lui về sau hết mấy bước. Lại có người có thể ngự kiếm bay tiên. Đây chẳng lẽ là thần tiên không được? Coi như là Côn Lôn hư vậy rất ít có người có thể làm được à? Hơn nữa đối phương biểu hiện như vậy ung dung. Thậm chí làm đối phương xuất hiện trong nháy mắt, Tôn Miểu và đông đảo người bảo vệ trong lòng chỉ có nhỏ bé ý. Bọn họ sợ hãi, bởi vì vậy Lâm không lại tới nhân khí thế quá mạnh mẽ. Tựa như một cái ánh mắt là có thể để cho bọn họ hóa thành từng đạo xương máu. Đảo mắt bây giờ, cái này một đạo thân ảnh liền vọt tới Diệp Thần trước mặt. Chính là Trần Thiên Lê. Tôn Miểu và còn lại 8 vị hoa hạ người bảo vệ đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến đại nhân, không biết đại nhân tới núi Giang Đạo vì chuyện gì. Lời còn chưa nói hết, một tiếng giống giận, chấn thiên động địa, bá đạo vô song. Ta học trò, há là ngươi có thể gây tổn thương cho. Tôn Miểu hô hấp cứng lại. Chẳng lẽ cái này tiên nhân chính là Diệp Thần trong miệng vạn đạo kiếm tôn? Diệp Thần lại có một vị tiên nhân sư phụ. Do không được hắn suy tính, Trần Thiên Lê bước chân đạp một cái. Ngay tức thì, trên bầu trời, mưa máu thịt sống gió, cuồng long gầm thét, một cái như máu giống vậy đỏ kiếm bay lên, đột nhiên hướng Trần Thiên Lê đánh tới, trong nháy mắt mưa gió biến hóa, thiên địa thất sắc. Cái này một cổ lực lượng cuồng bạo đột nhiên đánh ra, mang vô cùng bạo ngược và bá đạo, nhất thời để cho tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Tôn Miểu trong mắt lại là lộ ra thần tình hoảng sợ. Vội vàng rút trường kiếm ra ngăn cản đi. Kinh thiên tiếng vang lớn truyền tới. Tôn Miểu trực tiếp bị đánh bay. Trường kiếm trong tay đi đôi với vang lớn ngay tức thì hóa là mảnh vỡ, hoành bay ra. Mơ hồ bây giờ, mọi người tựa như nghe được một tiếng nhọn gãy liệt tiếng. Thời khắc này Tôn Miểu cảm giác đối mặt mình là một tòa núi to. Căn bản không cách nào ngăn trở núi to. Hắn thân thể bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay. Cầm kiếm cánh tay tại chỗ hóa là một đạo xương máu. Trong miệng từng ngụm khạc ra máu tươi. Nặng nề đập vào mặt đất. Ai có thể nghĩ tới, cái này áo dài trắng người đàn ông không có chút nào ra tay, chỉ một đạp một cái chân là có thể sinh ra như vậy uy áp. Cái này còn là người. Trần Thiên Lê trên cao nhìn xuống nhìn Tôn Miểu, lạnh lùng nói, người vẫn chưa trả lời ta. Ta đệ tử nhưng mà ngươi đả thương. Nếu như là ngươi đả thương, ta liền giết ngươi. Nếu như không phải là ngươi bị thương, ta liền chém ngươi đầu lâu. Cực kỳ bá đạo. Thấy một màn này, tất cả mọi người hung hãn đổ hít một hơi khí lạnh. Cái này áo dài trắng người cũng quá mẹ hắn cường thế đi. Diệp Thần bây giờ không phải là còn sống thật tốt. Lại ngắn ngủi hai câu, thẳng nhất định nhận Tôn Miểu kết cục. Cái này người ngự kiếm rốt cuộc là ai? Hoa hạ và Côn Lôn hư lúc nào có nhân vật như thế?
Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Sư phụ, Diệp Thần đi tới Trần Thiên Lê bên người. Cái này hai chữ tựa như dùng hết toàn lực. Hắn bây giờ cần chính là thời gian, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hơn nữa cái này trăm vị đại năng hướng dẫn, hắn thành tựu xa không phải mọi người có thể tưởng tượng. Trần Thiên Lê gật đầu một cái, lòng bàn tay lấy ra một viên đan dược, đưa cho Diệp Thần, viên thuốc này là ta giết Côn Lôn Hư một cái tông môn lấy được, đối với ngươi có chỗ tốt, nhanh lên ăn vào. Tùy tùy tiện tiện một câu nói, để cho tất cả mọi người tại chỗ lòng cũng ngừng đập. Vì một viên đan dược, cái này áo dài trắng người lại diệt một cái tông môn. Trời à, cái này mẹ hắn là thủ đoạn gì à? Diệp Thần ăn vào đan dược, hơi thở vững chắc mấy phần. Thuốc này cao cấp vượt xa hắn suy nghĩ, bây giờ hắn cảnh giới muốn luyện chế còn rất khó. Trần Thiên Lê ánh mắt lại rơi vào Tôn Miểu trên mình, ta cuối cùng hỏi lần nữa, ta đổ nhi Diệp Thần nhưng mà ngươi động. Vị đại nhân này, sự việc thật ra thì có chút phức tạp, bên trong có hiểu lầm. Một vị hoa hạ người bảo vệ vội vàng đứng dậy, cười hì hì nói. Ta Trần Thiên Lê nói chuyện, ngươi có cái gì tư cách chen miệng? Chết! Nháy mắt tức thì, Trần Thiên Lê vậy không mang chút nào cảm tình, vô cùng băng lãnh nói tiếng nói vang khắp. Vậy như sấm tiếng gào chấn động được toàn bộ bên trong sân, tất cả mọi người làm đau màng nhĩ, dường như muốn bị xé vậy. Sau đó, hai ngón tay trực tiếp hướng về phía vị kia hoa hạ người bảo vệ chỉ một cái, người nọ tại chỗ hóa là một đạo xương máu. Làm xong hết thảy các thứ này, Trần Thiên Lê nhìn chằm chằm Tôn Miểu lạnh lùng nói, ta biết ngươi lựa chọn cái gì. Trần Thiên Lê trên mình phun trào ra một cổ hơi thở, bạo ngược vô cùng, dường như muốn đem hết thảy cũng ép vỡ. Xì. Ở nơi này một cổ bạo ngược hơi thở dưới, Tôn Miểu sắc mặt ngay tức thì tái nhợt, máu tươi bão táp. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình cổ họng tựa như bị người nắm được vậy, khó mà hô hấp. Một loại chết hơi thở bao trùm tới. Chém. Dứt lời, một chuôi phi kiếm trực tiếp bay ra. Tôn Miểu đầu lâu tại chỗ chặt đứt. Không chút do dự nào. Long chi nghịch lân, tiếp xúc phải giết. Mà Diệp Thần chính là Trần Thiên Lê nghịch lân. Nếu như Diệp Thần xảy ra chuyện, vậy bọn họ trăm mạng người vận toàn đều kết thúc. Diệp Thần nhưng mà bọn họ người xoay mình à. Tất cả mọi người tại chỗ bị hoàn toàn rung động. Một vị hoa hạ cao cấp cường giả chỉ như vậy bị tùy tùy tiện tiện chém chết. Đây chính là Tôn Miểu à, bọn họ 10 nhân trung mạnh nhất tồn tại. Còn dư lại tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống. Bọn họ nhưng mà và Tôn Miểu một cái trận doanh à. Tôn Miểu chết, bọn họ cũng khó sống à. Ai biết cái này Diệp Thần sau lưng lại có loại này cao cấp cường giả à. Xin đại nhân bỏ qua chúng ta một mạng, chúng ta cuối cùng không có đối với Diệp Tiên Sinh ra tay à. Thiên địa chứng giám à. Vạn lão cũng là quỳ xuống, hắn không nói gì, hắn ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn nhìn một cái xa xa Bao Bồi Dân. Hắn một mực buồn bực Bao Bồi Dân tại sao phải gắt gao bảo vệ thằng nhóc này, bây giờ nhìn lại Bao Bồi Dân đánh cuộc đúng. Một khi phối hợp Diệp Thần con đường này, vậy hắn có thể ngất trời à? Nhiều năm như vậy, hắn đối với Bao Bồi Dân một mực khinh thường, bây giờ nhìn lại, là hắn sai rồi. Cái này hoặc giả chính là mệnh. Hắn chỉ có thể tiện mệnh một cái. Mà Bao Bồi Dân chính là phù diêu mệnh lệnh. Trói Diệp Thần, lên như diều gặp gió, bước lên đỉnh núi. Trần Thiên Lê lãnh đạm nhìn lướt qua những cái kia quỳ xuống người, hừ lạnh một tiếng. Đám người này ngay cả là hoa hạ cao cấp cường giả, nhưng là ở hắn trong mắt nhưng lại như là con kiến hôi vậy. Hắn vậy không có ra tay dự định. Hoàn toàn là khinh thường động thủ. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, quan tâm nói, khôi phục thế nào, đám người này ngươi xem xử lý như thế nào, giết vẫn là lưu. Diệp Thần gật đầu một cái, khôi phục xong hết rồi, cảm ơn sư phó đan dược. Còn như những người này, Diệp Thần dừng một chút. Còn dư lại những cái kia hoa hạ người bảo vệ sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ đi tới Diệp Thần trước mặt, Diệp tiên sinh, chúng ta hoàn toàn là bởi vì bị Tôn Miểu chèn ép à, cuối cùng không có ra tay, xin minh giám. Bọn họ rất rõ ràng, dưới mắt Diệp Thần nắm trong tay bọn họ sống chết. Muốn sống, duy nhất biện pháp chính là cầu cái này người thanh niên. Diệp Thần còn chưa tỏ thái độ, Bao Bồi Dân chống đỡ thân thể đi tới. Hắn hơi thở yếu ớt.
Diệp tiên sinh. Diệp thần ngẩn ra, liền vội vàng lấy ra một viên đan dược cho Bao Bồi Dân, Bao lão, mới vừa rồi đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Nếu như không phải là Bao Bồi Dân là hắn chỉ hoãn thời gian, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bao Bồi Dân lắc đầu một cái, Diệp tiên sinh không cần cảm ơn ta, ta làm sự việc bất quá là không thẹn với lòng mà thôi. Chỉ bất quá, dưới mắt, ta đây là có cái yêu cầu quá đáng. Diệp thần lông mày nhướng lên, hiếu kỳ nói, chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Bao Bồi Dân nhìn một cái những cái kia hoa hạ người bảo vệ, thở dài một hơi, đối với Diệp thần nói, xin Diệp tiên sinh thả qua 7 người này một cái mạng. Ta hiểu những người này, Tôn Miểu tồn tại, để cho bọn họ không có lựa chọn. Một khi vi phạm Tôn Miểu ý chí, tất nhiên là một con đường chết. Huống chi cái này mấy người như vậy xảy ra chuyện, vậy hoa hạ chỉ có ta một vị người bảo vệ, đây đối với hoa hạ mà nói cực kỳ kham ưu à. Đây là Bao Bồi Dân tiếng lòng. Hoa hạ người bảo vệ tồn tại, có thể trấn áp ngoại địch, đây cũng là hoa hạ an bang nhiều năm như vậy nguyên nhân trọng yếu một trong. 20 vị hoa hạ người bảo vệ, bây giờ chỉ còn lại 8 vị, nếu như cái này 7 vị vậy xảy ra chuyện, vậy trong thiên hạ cũng chỉ có hắn Bao Bồi Dân bảo vệ TQ. Nếu như hoa hạ không ra chuyện ngược lại là không việc gì, một khi xảy ra chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lấy hắn lực một người muốn an bang hoa hạ sợ là khó lại càng khó hơn. Diệp thần con ngươi híp lại, nhìn một cái mấy vị kia hoa hạ người bảo vệ. Người sau rối rít dập đầu, Diệp tiên sinh, ta hướng người bảo đảm, sau này chúng ta tất nhiên lấy bảo vệ hoa hạ là nhiệm vụ của mình. Chúng ta thậm chí nguyện ý nghe ngài và Bao Bồi Dân, ngài để cho ta đi đông, ta tuyệt không đi tây. Đúng đúng đúng, Diệp tiên sinh, chúng ta thật sự là bị bất đắc dĩ à? Xin tiên sinh hạ thủ lưu tình. Diệp thần thu hồi ánh mắt quang, nhàn nhạt nói, muốn ta không giết các người có thể, nhưng là nếu như lại bị ta biết các người làm xảy ra cái gì vi phạm đạo nghĩa chuyện, ta thề, định để cho các người thần hồn câu diệt. Còn nữa, bây giờ Tôn Miểu và Phương Chấn Nghiệp đã chết, vậy các người 7 người sau này lấy Bao Bồi Dân vi tôn, có thể có ý kiến? Không có, hết thảy đều nghe Diệp tiên sinh. Những người quỳ dưới đất kia người bảo vệ không dám thở mạnh một cái, chỉ có thể ứng tiếng nói. Bọn họ thậm chí liếc xéo mấy cái Trần Thiên Lê, phát hiện đối phương liền xem bọn họ dự định cũng không có. Đây càng để cho bọn họ xác định Diệp thần sư phụ là tiên tôn ý tưởng. Loại này tồn tại phỏng đoán ở Côn Lôn Hư cũng là lớn có thể đi. Mấu chốt loại này đại năng tại sao phải thành là Diệp thần sư phụ? Càng là vì Diệp thần tự mình ra tay. Đột nhiên, Diệp thần lại nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu nhất, chất vấn mọi người nói, các người có biết Phương Chấn Nghiệp đem ta phụ thân cùng với Lâm Tuyệt Long giấu ở nơi nào? Mọi người lắc đầu một cái, chuyện này, hẳn chỉ có Phương Chấn Nghiệp biết. Diệp thần ánh mắt lại rơi vào một cái cơ hồ không có sức sống, máu thịt mơ hồ trên người. Chính là Phương Chấn Nghiệp. Chỉ bất quá thời khắc này Phương Chấn Nghiệp và chết không có gì khác biệt. Diệp thần trên cao nhìn xuống nhìn Phương Chấn Nghiệp, người muốn chết, không như vậy dễ dàng. Một giây kế tiếp, trong tay xuất hiện mấy cây ngân châm, đồng loạt bắn ra. Không chỉ như vậy, Diệp thần ngón tay bóp quyết, ngưng tụ một đạo hồi quang phủ bắn vào Phương Chấn Nghiệp thân thể bên trong. Nhất thời, máu thịt mơ hồ Phương Chấn Nghiệp quanh thân toát ra ánh sáng màu đỏ. Chung quanh tử khí toàn bộ tiêu tán. Trần Thiên Lê thấy một màn này. Cũng là đi tới, nhắm mắt lại, cảm thụ một phen, mở miệng nói, đồ nhi, ta linh thức lan truyền ngàn dặm, tựa hồ ở núi Giang Đạo không có phát hiện ngươi người muốn tìm. Diệp thần con ngươi lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Chấn Nghiệp, một chỉ điểm ra, sau đó giận dữ hét, Phương Chấn Nghiệp, cho ta lên. Dứt lời, nguyên bản cơ hồ bỏ mình Phương Chấn Nghiệp mở mắt ra, máu tươi bao trùm ở mặt hắn lên, có chút dữ tợn. Làm hắn thấy Diệp thần. Còn người ngay tức thì sinh ra một tia lửa giận. Muốn động thủ, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Hắn toàn thân mất hết tu vi, thậm chí liền thân thể nắm trong tay có thể cũng không có. Hắn và một cổ thi thể không việc gì khác biệt, chỉ bất quá ngắn ngủi có ý thức. Hừ, Diệp thần, ta không cần ngươi thương hại. Phương Chấn Nghiệp lạnh lùng nói. Diệp thần trong tay thưởng thức trước một cây ngân châm. Mở miệng nói ta phụ thân rốt cuộc ở đâu? Còn có bị thương Lâm Tuyệt Long ở đâu?
Phương Chấn Nghiệp nghe được câu này, ngay tức thì bừng tỉnh, vui vẻ cười to đứng lên. Diệp thần, muốn giết muốn róc xương lóc thịt tùy ngươi, nhưng là ngươi muốn biết ngươi phụ thân tung tích, nằm mơ. Ngươi cả đời cũng đừng nghĩ tìm được bọn họ. Ta muốn ngươi đau đến không muốn sống, ta muốn ngươi người một nhà suốt đời không thể đoàn tụ. Còn nữa, ta là huyết minh tôn quý trưởng lão, ngươi giết nhiều như vậy huyết minh người, huyết minh nhất định sẽ tìm tới ngươi. Đến lúc đó, các người một nhà đều phải chết. Ha ha ha. Nụ cười dữ tợn, vang khắp. Diệp thần một cước dậm ở Phương Chấn Nghiệp trên ngực. Máu tươi tựa như suối phun vậy vẩy ra. Phương Chấn Nghiệp gương mặt dữ tợn, nhưng gắt gao cắn răng. Ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Dứt lời, Diệp thần ngân châm trong tay bắn ra, một cổ băng hàn ý lan khắp Phương Chấn Nghiệp toàn thân. Hắn trên mình phảng phất có muôn vàn con kiến phệ cắn, để cho hắn đau đến không muốn sống. À, cho dù Phương Chấn Nghiệp là người tu luyện, căn bản không nhịn được à. Ta cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ biết. Phương Chấn Nghiệp vẫn cười điên cuồng trước, hắn liền muốn xem Diệp thần ăn tất. Quá mức coi như giờ phút này thống khổ như vậy thì như thế nào. Nhìn Phương Chấn Nghiệp như vậy hồ đồ ngu xuẩn, Diệp thần có chút nổi nóng. Ngay tại lúc này, Trần Thiên Lê bước ra một bước, nhàn nhạt nói, đồ nhi, ngươi như muốn biết một ít thứ, hành hạ người cũng không có dùng. Cường giả chân chính có thể tước đoạt một ít con kiến hôi trí nhớ. Nghe được câu này, Phương Chấn Nghiệp con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Thiên Lê. Chẳng lẽ cái này áo dài trắng người chính là Diệp thần sau lưng đại năng? Hắn chỉ một nhìn lướt qua liền cảm giác mình như ở trước mắt ai vậy nhỏ bé. Hắn đi qua Côn Lôn hư, trước mắt người cường giả này thực lực tuyệt đối vượt qua hắn đã gặp những cái kia cao cấp cường giả. Giờ khắc này, hắn mới biết, hắn sai rồi. Sai vô cùng ngoại hạng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.